supply 2 lần. Chơi luôn. Chống ba que được, chúng nó coi như là xuyên tạc cái gì mình phản biện cái đó. Dương còn đây không? Dương lên cùng anh đi, anh em mình coi như là em mở ra một đề tài, anh em mình cùng cùng ấy cùng pha. Dương gửi yêu cầu ấy. Bác Vinh này. Đấy, hay nói không đi. Quân. Hôm nay làm sao trục trặc quá nhỉ, cái tai nghe Bluetooth mà không được. Anh Phú Nguyễn không, vừa rồi nó bị sập lại. Anh em Phú Nguyễn ok, anh Phú Nguyễn ơi. Dương đâu? Sao anh cầm? Em chào anh, tình hình bị gì anh? Rồi, bị supply. Rồi, bây giờ đây chú có đề tài không? Chú mở ra đi, anh em mình phát một tí. Xong mời sau đó mời anh Phú. À, như thế này, thì nếu vậy thì em xin chia sẻ xíu ạ. Thật ra thì tối hôm qua em vô tình em đi dạo thì em phát hiện được một ổ của bọn này, thì trong đó nó có cả luôn cái nick của thằng Kiên Giang, một ổ dân chủ cội mà nó đang ở Biên Hòa. Xin chào lại các anh chị trên diễn đàn nhé. Thì cơ bản rất tiếc là em lên em mới nói được mấy câu thôi đá xuống. Em cứ nói đi. Dạ, em thấy anh Phú có ok hay gì rồi, thôi để em xuống cho anh Phú lên đi chứ em... Không, chờ, chờ, cứ nói một tí đi, tôi chuẩn bị cho ta nghe á. À, em chào anh Trúc Phan, em chào anh Cầm, chào các anh chị và các bạn nhé. Ô, chào Thái Bùi Đình, lâu quá mới gặp, khỏe không Thái Bùi Đình? Có nghe rõ không được? Rõ anh. Chào Việt Nguyễn. Rõ rồi vậy. Được rõ rồi anh. Rồi ok. Rồi em nói cái vấn đề gì? Thì em xin chia sẻ thêm là như thế này, thì đó là một cái ổ của dân chủ cội mà nó đang ở Biên Hòa. Thì trong đó có nick Kiên Giang nè, có tài xế Lanh, anh nhớ không? Tài xế Lanh không? Tài xế Lanh ở... Trời ơi, cái tài xế của Lanh có tên cái Lanh. Dạ, thì đó thì chính vì em mới lên em nói chuyện được vài câu rồi nó mới đá em xuống. Thì nó kêu em cho nó địa chỉ đi, em cho nó luôn cái địa chỉ, nó cho em cho luôn số điện thoại. Rồi xong rồi cuối cùng em comment cho em chửi qua chửi lại, hỏi nó lóc em. Đó thì em biết được, để em trông chờ cái mấy hôm nay trên cái like anh coi Kiên Giang nó có vô. Em kêu Kiên Giang là kéo thêm mấy đó vào đây để mà nói chuyện.
nói nhỏ lắm, bỏ tai nghe đi. Anh cảm ơn, nói nhỏ lắm anh, chứ em thì em cũng nghe hơi nhỏ chứ không lớn anh. Thôi, thế này to chưa? Đấy. Được được rồi đó anh. Rồi. Bọn nó tập hợp Đồng Nai để lên. Rồi nghe 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 rõ chưa các anh chị? Em thì em nghe rõ rồi đó. Rồi được rồi. Bây giờ cứ mà không biết cái YouTube chúng ta không biết sao bị sục sặc. Bây giờ anh nói cho em, bây giờ nhá, tất cả những cái mình mới nói với tất cả các bạn là cái từ kể từ khi cái luật an ninh mạng ra, cho nên tất cả các bạn phải chịu trách nhiệm trước cái lời nói của các bạn trên mạng xã hội này, chứ không phải là coi như các lời nói của các bạn trên mạng xã hội này không ai biết đâu. Tôi nói với tất cả các bạn nhé, vừa rồi Dương có biết cái vụ ở dưới Bình Phước không, đúng không? Tức là hiện Dạ. nay đã 37 cái thằng ấy, tức là nó chỉ có tham gia cái lời kêu gọi của Đào Minh Quân thôi, tức là để mà tham gia chứ chưa có hoạt động gì cả, trình toảng lên coi như là có kêu gọi mọi người dân coi như bỏ phiếu cho Đào Minh Quân thôi. Thì là chính quyền mình đã gọi ra để mà đưa 37 cái diện đấy vào về vấn đề giáo dục, mà 37 cái thằng đấy thì nó lại nằm trong cái gọi là đạo cao đài, em hiểu không? Đạo Cao Đấy, Đài. đạo cao đài, cho nên là cái ông mà cái phụ trách cái đạo cao đài đấy thì ông ấy cũng đưa về để mà kiểm điểm, tức là những người ấy sống không tốt đạo, không tốt đời đẹp đạo, Tốt tức đời đẹp là đạo. phải là, tức là phải sống tốt đời đẹp đạo và sống trong lòng phúc âm, trong lòng dân tộc. Nhưng mà những cái người đó hiện nay coi như đã không thực hiện theo những cái lời đó, cho nên ông ấy đảm bảo như thế và chính quyền phải tự đưa về giáo dục, đúng không? Cho nên qua đây anh nói Bình Dương tất cả các bạn, đấy là cái nhân văn, đúng không? Những nhân văn quả quả của mình, tức là những cái người kia người ta chỉ gọi là cái hơi lệch lạc tư tưởng thôi, vẫn còn có khả, tức là vẫn còn giáo dục ở các địa phương, còn giáo dục được, đúng không? Thì nói chung người ta đưa về người ta giáo dục. Chứ còn bây giờ ví dụ có những kẻ nào ví dụ nó tham gia tổ chức nọ tổ chức kia, đúng không, mà chúng nó đòi lật đổ chính quyền nhân dân hoặc là tuyên truyền nọ kia, thì nói chung là bọn nó sẽ bị tóm. Cho nên cái nhân văn của mình nó ở chỗ đấy đấy. Cho nên anh nói Đúng Bình anh. Dương với tất cả các bạn nha, bây giờ ví dụ là có một cái nước nào mà người phạm đã gọi là hơi phạm pháp rồi, mà coi như là mình phải coi như là đứng lên, đúng không? Mình giấy mời lần một, lần hai, lần ba, mà thậm chí thằng cha Nguyễn Duy Tân ấy, mời hai hai lần lên công an Đồng Nai. À, 22 lần đấy. Thì em mới nói thêm là vấn đề ở đây là có một số anh chị bức xúc, tại sao ví dụ như chẳng hạn các anh chị đi dạo xem live, thấy những cái live có thể tại sao có những cái thành phần mà nó gọi là nó chửi đảng và nhà nước, hay nó chửi cá nhân của những lãnh Điều tra đạo, nội vụ, mà tại sao không điều bắt tra nội đi. vụ. Thực ra em nói là không phải là họ không biết, nhưng vấn đề ở đây là họ để xem coi người này thật sự là do một cái gì đó bức xúc, họ tìm rõ cái nguyên nhân đã, rồi có những cái cách giáo dục để như thế nào, xem họ có biến chuyển được tư tưởng hay không. Thì từ chỗ đó nếu như họ cố tình thì lúc đó cái vấn đề vi phạm luật pháp lúc đó họ mới xử lý, chứ không phải đơn thuần tự nhiên mà chưa gì thì lại bắt đây đi lên để mà xử lý đó. Nên chính vì các anh chị, có những anh chị mà bức xúc gọi cho em nói ồ tại sao cái thằng đó nó như vậy, tại sao không bắt. Thực ra thì đó là cái cách nhân văn của đảng và nhà nước trước khi xử lý mọi cái tình huống nó như thế nào. Đã ở cấp độ em nói là ví dụ như bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0 rồi, tất cả một ai cũng có thể cái smartphone, có thể xem được tin tức, có thể đọc được mọi thứ, thì tất cả vậy ở chính phủ cũng vậy, họ làm việc thì họ cũng phải cân nhắc từng việc như thế nào, chứ không phải là chưa việc gì chưa rõ ràng thì lại vội vàng đi bắt hay là đi xử lý, thì cái đó là tạo ra cho cái sự uất ức cho cái một người dân nữa. Đó là những cái nên các anh chị hãy cẩn thận những cái vấn đề này. Rồi, ok. Xin cảm ơn Bình Dương. Ở đây anh Phú, anh ấy xin Dạ đi rồi nha. em cảm ơn. Đó. Cảm ơn các chị. Dạ rồi. Rồi, ok. Chào Bình Dương. Em mời anh Phú ạ. Rồi, em xin chào anh. Nhiều người khỏe không? Dạ, em bình thường thôi. Người ăn uống rồi hết chưa? Cà phê rồi chưa? À, nói chung thì nói nghe tất cả trong trong cuộc chiến tranh đó, kháng chiến chống Pháp hay là kháng chiến chống Mỹ đó, thì thường thường đảng và nhà nước ta là dùng là chiến tranh nhân dân, là dân vận, là cơ sở vận,
Đấy, cho nên mình khen thế thôi, chứ còn thật sự ra mà nói chứ ở tất cả những các cơ sở anh, các bạn ở các cơ sở là kể cả ở chỗ nào vùng nông thôn hay là dùng các vùng dân tộc đều có những cái cơ sở mà cách mạng và an ninh người ta gài đó. Chẳng qua có đôi lúc mà những cái thành phần nó lên trên mạng mà để xuyên tạc, người ta chưa có bắt nó đâu, tại vì ta coi ta đi theo dõi nó, đây là một cái tính chất nó mang tổ chức hay là một cá nhân, hiểu không? Một cá nhân có đôi lúc thì nó bức xúc là những cái gì đó mà người ta để lên theo dõi, còn tổ chức thì không có giờ qua khỏi. Tôi nói anh, tổ chức là không có giờ qua khỏi, mà kể cả trên cộng đồng mạng này. Ê, đừng có nói, tôi nói anh, an ninh Việt Nam là nói anh dễ hay lắm, đó là vấn đề nhân dân không. Tôi nói thật anh, nói là tôi nói cho nên tại sao những cái cuộc phá án nó nhờ nhờ quần chúng nhân dân, người ta cung cấp những cái tin tức, cho nên thấy những cái vụ án gì gì lật đầu ta moi ra hết. Đấy, cho nên tại sao khi tôi nói nghe, khi mà bắt đầu xảy ra những cái vụ án mạng này kia kia nọ thì trước nhất là người ta phanh dùng, mà đồng bào Việt Nam mình á, dân Việt Nam mình phải có cái gì đó bắt đầu bu vô, anh bằng đồng ý không, họ bu vô mà khi mà để họ bu vô là tức như họ dẫm lên phá hết thị trường, cho nên người ta phải phanh dùng lại một cái chi tiết nhỏ, từ một cái chi tiết nhỏ là anh bằng nó cái phạm vi đó người ta khoanh vùng, phạm vi nó ít nhất phải là trong vòng hơn một cây số, để chi nếu tùy theo cái tính chất vụ án thì để chi để từ cái vết tích để lại đó thì người ta truy tìm ra cái tội phạm đấy. Tôi nói anh đó, cái thời gian mà anh biết cái thời gian mà 78 mà tụi phun rô anh bắt đầu mà nó từ ở bên Lào anh, nó chạy qua bắt đầu nó phản động xong xã, rồi nó xong xã một, một một mặt là bắt đầu tụi CA nó xong, bắt đầu nó đưa tụi này xuống để đi ra ngoài, mà khi mà bắt đầu bị đánh tháo chạy anh bạn, thì từ ở đó, từ ở trên cái Gia Lai Kon Tum chạy xuống đi băng rừng đi xuống cái mạng Lâm Đồng anh, từ Lâm Đồng nó mới đi qua cái đi xuống Bình Thuận các bạn, là Ninh Thuận các bạn, để mà nó xuống nó tập kết ở cái vùng biển á để mà nó đi bắt hết. Mà ở trên đó anh biết là dân tộc Thượng không, dân tộc Thượng không, có thời gian mà tôi đi đánh Bôn Rô mà anh biết đi cả tháng trời trong rừng, râu tóc là dài, từ dưới Bình Thuận mà đi, đi đường rừng đường núi không, rồi để mà ráp danh với lại Lâm Đồng, rốt cuộc đánh sập á, mà kể cả đồng bào dân tộc nha, các đồng bào dân tộc bây giờ họ ý thức về vấn đề, họ chấp hành vấn đề mà của đảng lắm nha anh. Đấy, đồng bào dân tộc bây giờ không phải như ngày xưa đâu anh. Đấy, anh tôi nói các người dân ở trong nước yên tâm mà thiện để làm ăn. Nó nói cảnh ra như thấy gì cái vừa rồi mà ở Biển Đông nó nói là nào hải ngoại nó được diễn băng dậy sóng, đâu có đâu. Theo như bắt đầu qua những cái gì mà bắt đầu mình nhận được những cái tin tức và những cái cơ quan truyền thống đó của trong nước đó, họ đưa lên là mình thấy ở đây là cái cuộc nó như trò chơi thôi, tàu nó phá mình phá nó như vậy thôi đó. Nên tôi thấy tôi thật sự mình nói chứ các bạn sống được hạnh phúc nhất, sống trong một đất nước mà phải nói là thanh bình nhất, tôi nói thật tiện thôi anh bằng nha, ở đây nè làm có tiền, thật sự mình nói có biết không, có biết chỗ nào mà hưởng thụ, tôi nói thật anh câu không biết chỗ nào mà hưởng thụ. Cho nên có nhiều người phê phán này nọ, tôi nói thật cũng có những người đi đi ở nước ngoài đi làm ăn để mà kiếm tiền về, dù cho là mang tiếng ăn chơi, nhưng mà đó là đóng góp cái nền kinh tế cho đất nước. Tôi nói thật anh chứ bây giờ tôi nói thật anh nha, ở đây ha anh bỏ 300 euro ra anh đi vô mấy quán bar mấy con tây mẹ nào cũng to quá béo chết mẹ, mà nó nói mẹ đâu có mấy gì đó, mà trong khi về Việt Nam anh thấy, nên anh thấy cái nền kinh tế mà phát triển ngành du lịch Việt Nam nó mang lại cái lợi nhuận cho đất nước biết nhiêu kinh tế. Thế nội mà cái đường Bùi Viện phố Tây quá, biết cái thuế không là mỗi năm được bao nhiêu khổng lắm mà, nên trong cái du lịch trong cái phố đi bộ đấy, đó nhiều người á, nghèo thì bắt đầu không có tiền thì bắt đầu chơi ba những thằng mà gọi là ăn xài sang, ăn chơi với phát triển, mà không có cái giai cấp đó làm sao cái nền kinh tế này đi lên được. Thằng Nhật hay là thằng thằng Thái Lan, thời gian bắt đầu cấm bằng Việt Nam, thằng Thái Lan nó sống cái nền kinh tế lên là nhờ gì, nó nhờ cái ngành du lịch, anh thấy không? Nhờ cái ngành du lịch đấy. Mà anh thấy không? Cái ngành du lịch Đó là ngành công nghiệp không khói mà. Và nhé. hàng hóa mình là gọi là xuất khẩu tại chỗ. Tôi nói thật anh chứ, mẹ gái Thái sao mà đẹp bằng gái Việt Nam, gái châu Âu làm sao bằng gái Việt Nam. Bây giờ tôi nói anh này, cho nên ngành du lịch của Việt Nam hiện nay nói chung là nó rất phát triển, mỗi năm tốc độ phát triển nó 30%. Vâng, rất là vâng. Tôi nói anh, nhiều người nói thật sự khi mà
nên tôi nói à, ở đây ha, tôi ở đây đi làm giờ tối, giờ ngày nghỉ như tôi đâu biết đi đâu. Đại đa số là người dân nó đi vô casino ở Việt Nam ấy, thì người dân nó đi karaoke uống bia hay là quán cà phê này, cái nọ quán ăn ăn uống thế đầy hết. Thì những cái quán họ mở ra, cái sinh hoạt nó chạy được, cái đồng thuế đó nó đóng ok, thấy không? Nó được sự điều tiết vào trong xã hội mà, thấy không? Cho nên tôi nói nhiều thằng mẹ dốt mà dốt nghèo mà cứ cứ hay là nhiều thằng kiếm được. Anh Phú, Dạ bây giờ này dạ tức là anh với cuối em cùng mình bình luận về cái chuyện mà ở cái bãi tư chính ấy. không không Tại mình sao nói thì nói chung là mình về lại cái vấn đề này em thấy là rất hay. Có một cái vấn đề này đặt ra nữa, cái ở cái live mà trước nó sập ấy, thì em với à Bình Dương đã tranh luận với nhau rồi, và tại sao tức là cái chuyện này, tức là cái tàu hải tàu mà Hải Dương mà 8 ấy, cái tàu đấy tôi nhấn mạnh với tất cả các bạn ấy, đấy là tàu địa chất. Khi thăm dò nó có hai loại tàu, tàu địa chất và tàu địa chấn, nó khác nhá. Tôi ở bên ngành tàu biển mà một số bạn bè tôi đi tàu thì tôi biết tàu địa chất chất là người ta phải, tức là đi vào vùng biển đó phải đỗ lại và phải 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 neo lại và lấy thăm dò cái địa chất ở dưới lòng đất nó như nào, còn địa chấn đó, tức là thăm dò cái sóng điện từ ở dưới lòng đất đưa lên đó. Đó là hai tàu khác nhau, cho nên khi mà nó đi thì nó vẫn thăm dò được cái sóng điện từ. Từ cái sóng điện từ đó thì người ta mới phát hiện ở dưới đó cái dầu mỏ, dầu nhất các thứ như nào, tài nguyên khoáng sản ở dưới đất như nào. Còn tàu địa chất là anh phải dừng lại và anh phải qua thăm Yeah. dò, đấy Đúng là rồi, tàu địa chất. yeah. Thôi em nói chút xíu đó, nhưng mà để cho chị Nga, chứ là tại vì thế này, Không, theo cái chị Nga, theo chị này ở hiện nay ấy, chị đang ở Hồng Kông, mà bên à Hồng sorry. Kông thì là đang có biểu tình thì cho nên có cái hiện tượng nhiều smartphone người ta sử dụng, thành công là cái sóng rất là yếu không thể lên được. Và vừa rồi Dạ. mời chục lần nữa không lên được. Yeah. Thì theo và hôm qua em coi trên cái bản đồ thì thật sự ra là tại sao những cái nước như Indo hay là Phi rồi nó không 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 không, không tham gia vô, mà tính ra thì mà chính thật ra là nhà nước Việt Nam mình là giành được cái nhiều đảo, giành được nhiều, mà cái đảo đó là thật sự là nó đâu có nằm, thật sự ra là thằng Trung Quốc thì theo tôi nghĩ thì cái vấn đề đó là nó thấy mình khai thác rồi, ví dụ như nó khai thác mình ra mình đánh nó thì người ta thấy mình khai thác thì nó lại chọc phá lại gì thôi. Tôi thấy nó cũng thế, hồi nay thấy tình hình thì nó cũng chẳng có gì là gọi là khả quan đó. Thật sự mà nói tôi Không, bây không giờ này thấy. em nói Phú, cái chuyện đấy là cái chuyện mà ở cái khu vực gần bãi chính chính, cái vùng tranh chấp ấy, thì nó nằm hoàn toàn trong vùng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nó không liên Đúng quan rồi, gì đến 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 đúng đúng quần đảo đúng Trường Sa cả. đúng, Nó nằm ở trong vùng trầm đúng. trầm Nó nằm tích trong trong Nam trong thềm Côn lục địa Sơn, của mình mà. dạ dạ Nam Côn Sơn, tức là dạ từ cái chỗ đó nhá, hết cái vùng đặc quyền kinh tế của mình, sau đó đấy theo cái luật biển nó cũng còn một rãnh sâu nữa thì nó mới đến cái quần đảo Trường Sa cơ. Cho nên cái đấy đúng nó rồi, không liên quan gì đến Trường cũng Sa, không mà không thằng không Trung Quốc không liên quan thì gì. nó muốn, vâng, cái đầu tiên là nó muốn gán cái đó vào Trường Sa, tức nó bảo Dạ cái vấn đề này đang tranh chấp. Với hai, cái đường lưỡi bò thì là cái dạ đường lưỡi đúng bò thì đúng nó mới chạm vào đó, thì dạ là cái này quốc tế người ta đã không công nhận cái đường lưỡi bò đó rồi. đúng Cho là nên quốc là tế đang cái công thằng nhận Trung đâu, Quốc, tôi đúng nói rồi với anh dạ. Phú và tất cả các bạn nhá, thằng Trung Quốc nó rất là khôn ở cái là bây giờ nó không dám đưa cái tọa độ chính xác, cái tọa độ ở cái vùng tranh chấp đó ra, nó Đúng đưa rồi tọa độ cái là dân Trung Quốc người ta cũng phản đối. Và người ta đúng rồi bảo đây cái vùng này đúng là tọa độ này là không phải Trung Quốc, nó chẳng dính dáng gì, anh đúng, hiểu không không? dính Đấy. dáng gì hết á, đúng rồi, nó chỉ Vâng. chẳng qua là nó muốn đánh phá mình hay là để nó gây tiếng vang, mà trong khi nó tôi nghĩ là nó trong cái cuộc chiến tranh thương mại này nó làm như thế để cho là làm cho thật sự là người dân Trung Quốc họ bây giờ họ cũng đang theo theo, theo cá nhân tôi thôi, thì thấy là người dân Trung Quốc bây giờ hiện nay họ cũng đang lên án cái chính sách mà của Trung Quốc của họ đó, thì tất nhiên Trung Quốc nó muốn làm này để chi, để nó làm giảm bớt cái sự mà gọi là ở trong nước của Trung Quốc. Chứ còn thật sự ra mà nói với tôi thấy là Các bạn cái hiện lối tại là mà chị về Phan thì chị Phi Nga chị đang còm những cái đó, thì các bạn hãy nhớ đọc cái nhận xét của chị Phi Nga rất là chính xác. Vâng. theo tôi thấy thì cái qua gì rồi thì thấy là cái chính sách và ngoại giao đường lối Việt Nam đi rất là quốc, đi rất là quốc, nó muốn chọc mình, nhưng mà mình cũng là Việt Nam mình từ ngày xưa giờ là lấy cái ôn hòa, lấy cái sự ôn hòa và chiếm cái vị thế về vấn đề siêu trường quốc tế, đúng không? Cho nên thằng Trung Quốc nó làm sai thì là người ta mình thế giới người ta lên án nó ngay thôi, cho nên thằng Trung Quốc
nó chỉ làm cho mình như thế thôi, chứ người thật sự ra nó cũng chẳng dám đánh mình. Mà thật sự ra mà nó mà nó có đánh mình đi chăng nữa, mẹ chưa chắc là mình đã sợ. Tôi nói thật anh đó, chưa chắc mình nó sợ nó. Trong cái lịch sử mà, trong cái lịch sử bây giờ anh thấy không, ngày xưa nó có chiếm mình được bao nhiêu rồi, rồi rốt cuộc nó không giữ được mình, cũng bật nó ra lại ra. Đấy. Thì thật ra thì mình nói thẳng ra một câu là ở bên này á, những anh em mà ở hải ngoại thật sự ra mà cái thời gian không có để mà tìm hiểu nhiều về nước ta, đi làm về hay là tối thì chỉ là lên sợ những cái gì hay là coi những kênh chính thống của nhà nước thôi, chứ còn mà đi sâu vào vấn đề thì nó thật sự là không rành. Mà hiểu không? Chỉ là mình với một cá nhân nào mình nhìn nhận ở một cái nhỏ thôi, tại vì thật sự mà nói gì ở nước ngoài nó thật cảnh công việc rất là nhiều. Đúng không? Công việc rất là nhiều. Đấy. Cho nên mà khi là mình cần nghe những cái tiếng nói của những người trong nước mà có cái kiến thức về chính trị, về kinh tế, nên từ này thích thích là lên đất nghe. Làm người mình anh em mình chỉ bổ sung những cái gì mà ở nước ngoài mình hiểu được, và mình thấy được những cái tổ chức phản động lưu vong mà chống phá như thế nào nào, để mà mình lên mình có một tiếng nói để mà đóng góp lại những người trong nước thôi. Chứ còn mà đi sâu vào vấn đề mà tình hình trong nước thì thật sự là từ này ở nước ngoài không nắm rõ được những anh em trong nước, mà lên đây để có một sự trao dồi, kết hợp sự trao dồi là những anh em trong nước là nó như vậy. Đấy, chúng ta có hai cái vấn đề nó như vậy anh bạn. Đấy. Đấy, thì nói Vâng, chung theo theo thì theo theo em nghĩ là như này, có một cái điều mà Trung Quốc rất là sợ, em thấy rất là sợ, nhưng mà có khả năng Việt Nam cũng không bao giờ theo, nhưng sợ cái ví dụ Trung Quốc ép Việt Nam quá ở một cái quá đáng nhá, thì bắt buộc Việt Nam phải gả cho Mỹ và làm đồng minh của Mỹ. Mà vấn đề này em nói thật anh, Trung Quốc không và mãi mãi không bao giờ muốn, mà nói chung Việt Nam mình thì em thực nghĩ là tế Trung ra Quốc em nghĩ là Trung Quốc nó không không dám ép Việt Nam đâu ạ. Nó chỉ vâng chọc không phá không dám để ép. cho mình lên cơn bảo đảm, mà nó không dám ép. Với trước đây mà nó còn chưa, trước đây mà nó còn chưa mà thấy không, chứ đừng nói chi tới bây giờ là thấy Việt Nam là nó có vị thế rất là mạnh ở trên cái cộng đồng quốc tế, mà Trung Quốc nó không dám đâu anh. Chẳng qua là phá mình linh tinh thôi, chứ thật sự nó coi cái sức nó thử coi cái sức của mình như thế nào, chứ thật sự nó không dám đâu. Sức Nói mạnh thật là đâu, vâng. tôi nói Thì thật luôn đó. vâng. Thì em nói với anh Cũng Phú là cho nên là mình phải, tức là mình kiên nhưng trì mà đấu tranh bằng biện tại pháp mình hòa bình anh ạ. đó, đúng rồi, Bằng tại vì bằng bằng nếu biện pháp hòa bình. nếu mà thằng Trung Quốc á, nó mà thật sự mà nó mà gây một cuộc chiến tranh, hoặc là nó có một cái gì đó, tôi nói anh, thì đó đảng và nhà nước ta cùng nhân dân ta sẽ làm một cuộc chiến tranh. Tôi nói thật cái thằng đừng có nghĩ là thằng Trung Quốc mà nó có nhiều người bảo rằng là có nhiều cái ông hải ngoại đó là nó chỉ cần một cái tỉnh này là nó đánh sập Việt Nam, tôi nói không bao giờ. Nếu ngày xưa nó còn chưa làm được mà, thấy không? Mình đi vào đi đi đi, đi ngược lại cái dòng thời gian về lịch sử đó, chưa không bao giờ. Tôi nói thật anh, nó không bao giờ. Mà đương nữa là bây giờ là cái thế giới gọi là vốn nó đã cân bằng, Việt Nam nó đã cân bằng ở trên cái chính trường của thế giới là không bao giờ. Đó, ngày xưa mà mẹ mà nó còn chưa đánh được mình, anh thấy năm 78 mà mẹ nó còn phải rút về nữa. Thấy không? Chứ còn đừng nói yên tâm đi, tôi nói thật anh, tôi rất là tin tưởng, và sự tin tưởng tôi tuyệt đối với là vấn đề nhà nước Ui Việt Nam khéo. thì dân Việt Nam. Tôi nói thật anh một câu nên, thôi em xuống để cho anh những anh em khác lên, chị Nga là những anh em khác lên thích Ok. nghe rồi. Cảm ơn anh em. Vâng, Dạ. cảm ơn anh. Dạ. Rồi có anh Lợi Minh ở đây. Mời anh mời Lợi Minh nhá. Bằng thêm Lợi Minh. Thì nói chung là mình là những người dân mình luôn luôn coi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và sự khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam mình. Cái những người dân mình chỉ yêu cầu tức là hiện nay làm sao phải đất nước phải yên bình, đúng không? Phải yên bình và phải làm cho kinh tế phát triển. Đó là cái mục tiêu của Đảng và nhà nước mình đưa ra. Còn đối với Trung Quốc thì các bạn sẽ tin rằng nhà nước mình rất là khôn khéo và đang trong giai đoạn này Việt Nam coi như là có rất nhiều cái uy tín trên trường quốc tế, cho nên các bạn yên tâm. Cái nội lực của Việt Nam đã mạnh lên rồi. Thứ hai, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay được rất nhiều những cái tổ chức quốc tế hoặc tất cả các nước ở trên thế giới người ta ủng hộ mình. Cho nên là cái chuyện này ấy, thì nói chung mình sẽ tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ, của nhà nước Việt Nam và cái đường lối ngoại giao của mình. Vâng, xin mời là mình. Xin chào anh Bằng, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn. Thì nói chung tình hình Biển Đông theo cái nhìn của Lê Minh đó, thì Lê Minh thấy rằng ông nhà nước mình không không có không phải là vừa đâu. Ông rất là khéo léo và ông rất là giỏi. Ông nhà nước Việt Nam mình, tại anh chị và các bạn nếu mà tìm hiểu về vấn đề Biển Đông đó,
mình bồi đắp biển cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn đâu. Cho nên ông Trung Quốc này ông sợ chứ không phải là nói là theo tôi không nghĩ thằng Trung Quốc nó tìm cách nó thử sức mình đâu. Nó biết mình bồi đắp cũng dữ dằn lắm, nó chiếm mới có mấy đảo mà nó bồi đắp, nó ráo riết nó bồi đắp không lợi Việt Nam mình. Mà tới nỗi mà cái ông Mỹ á, ông nói ông theo tôi nhìn thấy đó, thì theo cái tôi nói rằng á, ông Mỹ ông còn nhìn thấy, ông thấy Việt Nam bồi đắp đến nỗi ông nói mày từ từ, mày làm từ từ á, để tao dằn xếp cái thằng Trung Quốc này đó, mày làm quá, tao dằn nó không được. Cho nên thằng thằng Trung Quốc nó ráo riết. Tôi thấy Việt Nam mình càng lúc càng mở rộng Biển Đông á, các bạn biết là Việt Nam mình đem những cái chiếc xe mà xe tăng mà T-54 đồ đó, mình coi như là ở trong mình đã không còn xài ở trong chiến trường, trong đường bộ nữa, mình đem ra ngoài trở thành những cái pháo đài rất là kiên cố á, nó chịu nắng chịu mưa, nó cũ như vậy đó, nhưng mà nó trở thành những cái dàn pháo rất là dữ dằn. Tôi nói anh chị các bạn, Việt Nam mình cũng giỏi lắm, ông Việt Nam mình ông cũng giỏi lắm chứ không phải. Cho nên anh Trung Quốc anh sợ, cho nên anh tìm cách anh ngăn chặn Việt Nam mình. Mà hiện nay Việt Nam mình càng lúc mình ngoại giao rất là hay, ông nhà nước Việt Nam mình ngoại giao phải nói là cái niềm tin chiến lược, đến nỗi mà anh Mỹ ảnh còn phải đứng ra ảnh binh vực Việt Nam luôn. Mà anh bằng anh chị các bạn thấy đó. Gần đây ngay cả một cái ông trong tướng của ông Mỹ là đòi muốn Việt Nam cho Mỹ kéo cái hạm đội 7 vô, mà các bạn nghĩ đi. Mà Việt Nam mình dễ gì mà cho, tại vì cái này là mình tự vệ và mình bảo vệ đất nước của mình đâu có làm vậy được. Không, Mình bây giờ tôi nói là bây giờ cái gọi là chính sách quốc phòng của mình, tức là 3-0, tức là mình không tham gia bất kỳ một liên minh quân sự nào. đúng rồi Thứ hai, không tham gia vào cái liên minh quân sự với một cái nước khác để mà chống lại một nước thứ ba. Và thứ tư, và vấn đề thứ ba nữa là không cho một nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Đó là chính sách 3-0 của quốc phòng Việt Nam. Cái là cái Cho nên hay của cái chuyện mình. này là Mình chỉ có Nga là cái người bạn lâu năm và lâu đời đáng tin tưởng nhất của mình thôi. Anh chị các bạn nói như gần đây không những Mỹ lên tiếng mà Nga cũng lên tiếng nữa. Các anh chị các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên ông nhà nước mình, các bạn không đừng cẩn thận, đừng có nghe mấy cái thằng khốn nạn, cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó tuyên truyền, nó láo phét. Các bạn tìm hiểu cho thật kỹ ở trên cái không gian mạng này. Nếu mà anh chị các bạn có được vốn tiếng Anh á, các bạn sẽ tìm hiểu nó rất là nhiều, nó mở rộng nhiều lắm, nó rất là hay. Cho nên cái gì cũng vậy, mình từ từ tìm hiểu, đừng có vội vã nghe người này người kia rồi mình hoang mang. Nhất là cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp, các bạn biết hiện nay là mình bồi đắp đảo và mình giữ được đảo mấy chục đảo lận chứ đâu phải ít đâu. Và Vâng, tôi nói lời bên như này nhá. Cái từ thời Việt Nam Cộng hòa quản lý cái vùng biển Hoàng Sa, ở cái hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thì Việt Nam Cộng hòa đánh làm mất đảo Hoàng Sa và biết bao nhiêu cái hòn đảo ở Trường Sa, đúng không? Các bạn biết không? Nhưng mà từ năm 1975 trở lại đây, khi mà đất nước thống nhất và chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý cái mình gọi là Hoàng Sa mất rồi, quản lý quần đảo Trường Sa đi, thì các bạn thấy không? Chỉ có năm 1988 Trung Quốc mới định chiếm, tức là ba bãi đá ngầm nhá, ở cái quần đảo Trường Sa năm 1988 thì định chiếm ba, nhưng Việt Nam giành lại được hai, đúng không? Chỉ còn một thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cho nên là cái chuyện này, tức là quyết tâm của Đảng và nhà nước mình giữ những cái vùng biên đảo biên cương của Trung Quốc. Đấy, cho nên cái bọn chống cộng cực đoan, chúng mày bây giờ đấy nói mấy thằng ba que, chúng mày thử xem Chúng nó từ năm biết cái đéo, 1975 nhiều khi nói với tôi mấy cái đám chống cộng cực đoan nhiều khi bức xúc, nhiều khi tụi nó rất là khốn nạn. Cái sự khốn nạn của tụi nó, tôi nói với các bạn, nói đến tụi nó là lòng lòng tôi nó sôi máu lên. Cái tụi nó khốn nạn dã man lắm. Cho nên các bạn biết ở ngoài biển đảo biết bao nhiêu những người chiến sĩ, người ta thầm lặng, có những người người ta hy sinh trong lúc xây xây biển đảo nữa. Tôi nói với các bạn biết máu của họ đổ dọc theo biển đảo để anh em chúng ta có được những cái không gian mạng mà chúng ta đang yên bình. Cho nên các bạn cần phải hết sức là bình tĩnh, đừng có quá vội vã. Cái hello à, Nghe rõ được mình. nghe rõ anh bằng à, tự nhiên cái mạng bên này nó bị gì cái nó hơi
nó bị vọng lại. Thì nói chung anh chị em các bạn hết sức bình tĩnh. Cái vấn đề mà biển đảo Việt Nam mình giữ cái thế mạnh chứ không phải là thế yếu đâu. Không phải giống như tụi chống cộng cực đoan ô hợp nó nói đâu. Anh chị em các bạn thấy mặc dù mình mất cái Trường Sa đảo lớn gì mà trong hiện nay đó mình đã bồi đắp được một cái đảo gọi là Trường Sa lớn, các bạn nghĩ đi. Mình đã bồi đắp được một cái đảo đó để thay thế cái đảo mà mình mất đó. Thằng Trung Quốc nó cũng phải là nó cũng phải là ganh tị, nó cũng phải là dè dặt á, cho nói anh chị các bạn biết. Cái người cộng sản Việt Nam hiện nay phải nói là gìn giữ biển đảo và bồi đắp biển đảo. Các bạn thấy những người bà con kiều bào về mỗi lần mà ra ngoài Trường Sa lớn không, người ta khóc luôn á. Các bạn nhìn thấy ông Nguyễn Ngọc Lập không, rồi ông những cái người mà ở bên kia chế độ cho họ về và để họ ra, họ thấy mình đã gìn giữ biển đảo và mình bồi đắp được cái trường sa lớn đó. Hiện nay mình gọi là Trường Sa lớn đó. Mà anh chị các bạn thấy mình có trường học, chùa chiền đồ ngoài đó, đó, và đời sống sinh hoạt ngoài đó tốt lắm chứ không phải giỡn. Cho nên anh chị các bạn tìm hiểu, hình như cái mạng của Lợi Minh nó bị gì anh Bằng ơi, rồi Lợi Minh ao cái rồi trả lại. Chứ mà khó nói quá, nó bị giọng bên này thôi chứ không phải bên Bằng. Rồi anh Tú chờ chút em mời lại bên trước để nghe mình nói nhé. Rồi là bên ok đây. Chào Vương Tân nha. Rồi hôm nay buổi sáng này Lợi Minh có cầm một cái lá cờ đi trên một cái cano cao tốc. Vâng, thấy lá cờ coi như phấp phới với tung bay ở trên đất Mỹ. Thì nói chung là mình là những người Việt Nam thì mình cảm thấy rất là tự hào. Vâng, rất cảm ơn Lợi Minh. Rồi, trong lúc chờ Lợi Minh mời Phú Nguyễn thì lại anh Phú là không có camera rồi. Rồi, đăng thêm anh Phú nữa. Rồi, xin chào anh. Mới tới biển đảo rồi, biết không? Những cái tiêu đề đó không dám nói nhiều, nói nhiều thì sợ nó vi phạm. Nói nhiều thì sợ lên án là xuyên tạc đất nước đó. Nhưng mà tôi thấy thế này nè, cái theo tôi sống của cái thời điểm trước 75 nha, thì tôi thấy rằng là trước 75 đó mà mấy ông Việt Nam Cộng Hòa đó thực sự mà ông để làm mất đảo rồi xong rồi nha. Tôi không biết những cái ai mà trong lứa tuổi tôi thì thực ra lúc đó người ta hỏi tới đảo ngoài đảo Hoàng Sa rồi người ta có gì, thì ông chỉ nói là đó là những cái lời tôi, đó là chính những lời mấy ông Việt Nam nói nha, là mấy cái đảo đó là chỉ có chim yến rồi nó ỉa thôi, có chim yến rồi thôi, có những con chim yến rồi thôi, lâu lâu lính hải quân ra lên là coi như là hốt trứng rồi gì thôi. Chứ thật sự mà nói chứ tính ra cái chính quyền Việt Nam bây giờ là người ta chiếm đảo là rất nhiều, người ta giành lại nhiều cái đảo lắm ấy. Chứ thời Việt Nam Cộng Hòa nó đâu có bao nhiêu đâu, thời Việt Nam Cộng Hòa nó thật anh chứ người dân ở miền Nam họ chỉ biết là cái Hoàng Sa, cái Trường Sa chứ họ không thấu hiểu được đâu, họ rất là hầu như là mù tịch luôn á, tôi nói thẳng á. Thì hỏi ấy, thì ông chỉ trả lời cái kiểu cách là ở đó là chỉ có gọi là đảo yến rồi mấy con chim hải âu rồi chim yến rồi nó đẻ gì thôi, chứ thật sự là trong đó là trong cái thời của tôi là tôi chỉ nghe mấy ông Việt Nam Cộng Hòa mấy ông trả lời vậy thôi đấy. Chứ bây giờ người dân thì còn bị hiểu biết nhiều, và đồng thời thấy bây giờ là biển đảo là nhà nước mình là dành rất là nhiều chứ. Vâng, rất là nhiều chứ. Nhà nước tuyên truyền rất nhiều để đúng, cho những người dân đúng, ý thức về đúng, vấn đề biển đảo và những vùng biên giới của Việt Nam. Đúng. Chính là bây giờ người dân mới hiểu được là cái biển đảo mình là bây giờ là
nhà nước mình được là phát động phong trào và tuyên truyền những cái vấn đề đó để cho người dân thấy cái đó thấy nhiều hơn. Chứ ngày trước nó thật anh Hồng Sương là mù tịt cho nên trong cái chiến tranh mà trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa là thấy họ thua là đúng, tại vì cái dân vận họ không có, họ chỉ dùng cái chiến tranh tâm lý, họ chỉ dùng cái chiến tranh tâm lý để bôi cái là bôi bẩn cái người cộng sản thôi, chứ mà thật sự ra là cái dân vận họ không có, cho nên chính họ thua là họ thua về vấn đề dân vận tại Việt Nam Cộng Hòa đấy, là nó như vậy thôi. Ờ, thì bây giờ anh Bình Phương rảnh không, lên nói rồi cho anh em thế Vâng, anh hệ Bình trẻ Phương là đồng xin lỗi, muốn xin lên. Vâng, nhé. cảm ơn anh Phú. Ok, cho anh Bình Phương lên. Em đang mời anh Bình Phương ạ. Rồi, em chào anh. Chào các bạn dưới diễn đàn. Thấy mấy anh nói vấn đề Trường Sa, nếu cái tình hình Biển Đông thì mình cũng xin tham gia một chút thôi. Là bữa bữa trước nói trên nhà anh bằng rồi, nói nhà anh bằng rồi, tôi nói tới bữa nay thì không phải là nói hay nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái giá trị của nó. Bữa đó tôi có nói một câu đó là không biết các bạn còn nhớ không, tôi nói mọi cái việc nó chỉ là phụ, đưa cái tàu khảo sát đó chỉ là phụ, mục đích chính của nó là nó muốn trục xuất hai cái giàn khoan của mình, hai cái mũi nhọn mà cái ông Nga mà ông liên doanh với Nhật đó đặt xuống đó, và nó đang ý đồ của nó là cái đó. Thì cái này tôi nói các bạn như thế này nè, cái tình hình mà ngoài biển đảo đó mình phải nắm cái quan điểm chủ trương của đảng của nhà nước mình thật nhất quán, không được lên nói lăng nhăng, bởi vì cái chuyện bạc đại biển đảo này nó rất phức tạp, rất phức tạp. Ôi chào Hoàng Kim Linh ơi, Linh quê lâu quá mới gặp người bạn Hà làm chung công ty ngày xưa. Có lên đây nhưng mà không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà tôi nhìn thấy bạn tôi đang xem. Anh Bằng biết sao không, là cái chủ trương của mình từ những năm 1978, cái năm 88 hả, 88 là cái chủ quyền biển đảo đó, cái chiến dịch mà CQ88 đó, thì là cái đó đó là cái tầm nhìn của mình đó là đã thấy vấn đề, thành ra mới triển khai cái chiến dịch mà sở dĩ cái gạc ma đó mà nó xảy ra vào cái năm đó đó là nó cũng nằm trong cái chiến dịch đó. Tức là chúng ta phải biết cái ánh nhìn của quốc tế về các cái bãi đảo đá ngầm. Cái này hôm trước tôi nói cái này nó rất phức tạp các bạn, cho nên khi mình triển khai á, mình tranh thủ mình đóng quân mình chiếm, lúc đó còn đang rất nghèo rất khổ, mà khi mình phát hiện ra rằng là Trung Quốc có cái ý định đó rồi là mình biết ngay họ cũng tận dụng cái đó. Và sau này khi mình hiểu ra đó là tại sao mà Nga và tất cả các cái nước mà khi mà Trung Quốc họ đánh chiếm cái đảo Gạc Ma, hoặc là cái chữ thập, hoặc là tất cả các cái bãi mà ngầm ở đó mà không một ông nào lên tiếng phản đối, kể cả Nga đang lúc đó đang đóng ở Cam Ranh nhưng mà vẫn không tiếp mình, thì sau này mình mới hiểu ra là cái ánh nhìn của quốc tế, cái ánh nhìn của quốc tế họ quan niệm về những cái bãi đá ngầm đó như thế nào. Thì cái này thôi thì tôi bữa nay tôi chỉ nói sơ cái chỗ đó thôi chứ không có muốn đi sâu. Nói ra nó là nó rất khó khăn, bởi vì cái này nó thuộc cái ánh nhìn của mỗi một quốc tế hay hoặc là luật pháp quốc tế. Nhưng mà Việt Nam mình á thì có cái quan điểm lập trường nó rất rõ ràng rồi. À, về biển đảo, tức là từ xưa đến nay chúng ta tuyên bố rằng Trường Sa và Hoàng Sa là của chúng ta có đầy đủ chứng cứ pháp lý, đúng không? Nhưng mà lại vấn đề nó không phải đơn giản như vậy. Nó không phải đơn giản vậy. Thì cái này thì mình dừng ở đây, tôi chỉ dừng ở đây, tôi không dám nói thêm cái phần đó nữa. Cái đó muốn nói về vấn đề đó là nó rất mất thời gian, và các bạn phải có cái kiến thức về vấn đề biển đảo, vấn đề quy định pháp lý của quốc tế. Thì cái này nếu mà trình bày nó rất mất thời gian các bạn, mà chỉ muốn nhắc với các bạn là năm đó chúng ta triển khai cái đó là tầm nhìn của chúng ta đã có, chúng ta biết trước, mặc dù rất nghèo rất khổ nhưng mà vẫn phải triển khai cấp tốc đêm ngày. Các bạn nhớ cái lệnh mà cho ông Lễ mà 24 tiếng đồng hồ phải đến cắm chặt được cái ngọn cờ hoặc xây những cái dã chiến mà lúc đó chỉ là máy máy dách tôn máy đá thôi, miễn làm sao cắm được một cái trại hoặc cái cờ nào trên đó, thì là Trung Quốc chứ mình giành giật quyết liệt. Mà các bạn nhớ là khi mà cái tàu mà ông Lễ mà ông bị chìm á, ông dán rướng lên trên cái đảo cái Linh Đào, nhớ không? Anh nhớ cái đó không? Tức là khi mà đánh bên kia Gạc Ma đó là nó đã chiếm,
nhưng mà chúng ta vẫn rướn cái tàu lên trên đó để làm chi? Để khẳng định cái chủ quyền. Đó là một cái mà chúng ta với Trung Quốc tranh với nhau. Và từ giai đoạn đó đến bây giờ, tôi nói với các bạn, nó không phải như một số bạn phân tích rằng là cái chuyện mới đây rồi thời cơ rồi thế gì thế khác, đó là hoàn toàn không có đúng. Tôi nói với anh Bằng là chẳng qua là do thế và lực của chúng ta tùy lúc tùy nơi mà chúng ta chưa có thể làm theo ý được của mình. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta mà khẳng định lập trường của chúng ta là chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là đã có từ từ rất lâu, nhưng mà đó là chúng ta chưa đủ lực. Còn Trung Quốc thì họ cũng có một cái chủ trương của họ từ từ rất lâu. Thì hai cái từ rất lâu này hiện giờ nó đang đụng với nhau, và không phải nó mới đụng đây. Nói gì để các bạn hiểu là bữa trước tôi đã trên nhà anh Bằng, tôi đã có nói rất rõ ràng với các bạn lịch sử cái nơi mà đã diễn ra mà cái tranh chấp này, là từ cái năm 92 là đã có cái chuyện chúng ta đã bắn qua mũi tàu của cái tàu khai thác của Mỹ. Bữa trước tôi nói là anh nhớ không? Có nghĩa rằng là không phải đến giờ phút này chính quyền Việt Nam mới là có một cái thái độ nghĩa là quyết liệt nhất như là tụi bao que nó tuyên truyền, và một số bạn trong nước cũng quên quang như thế. Không phải đến giờ phút này chúng ta mới quyết liệt với Mỹ như thế, quyết liệt với Trung Quốc như thế rồi, không phải đâu. Mà chúng ta đã quyết liệt từ những năm 70 mấy và 88, là nhất là cái chuyện cái chiến dịch chủ quyền 88. Trong lúc nghèo khổ như thế mà chúng ta đã quyết liệt như thế. Thì là các bạn nhớ, quyết liệt nhất là năm 92. Mà khi mà cái công ty Crystal Mỹ mà nó nhận cái ký cái hợp đồng khai thác với Trung Quốc, và Trung Quốc còn hứa với họ trong cái hợp đồng rằng là chúng tôi sẽ hỗ trợ tàu quân sự tối đa nếu Việt Nam phản kháng. Nhưng mà chúng ta vẫn kiên quyết ra, và khi mà họ không tuân thủ là chúng ta đã bắn 3 loạt đạn qua mũi tàu của Mỹ, và họ cuối cùng phải rút quân. Và nó tức quá, nó về nó giết lên là nó chửi Trung Quốc rằng là không ủng hộ. Đây tôi nói với anh bữa trước rồi, nói để một lần nữa để các bạn thấy rằng sự quyết liệt đó của chúng ta khi đụng đến cái chủ quyền biển đảo là chúng ta không có lùi bước. Đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta không có những lúc phải tạm ẩn nhẫn đợi thời cơ. Thì các bạn, tôi nhắc lại bữa trước, các bạn nhớ là khi chúng ta ra khoan tại cái chỗ đó thì họ bao dây cái mũi khoan của mình, anh Bằng nhớ đó không? Đó, bao dây mình không tiếp tới được, cuối cùng buộc phải rút đi. Và khi mà họ đến thì mình lại là phản kháng. Cái này nó không phải mới diễn ra ngày hôm nay, thưa với các bạn, rằng là chúng ta bây giờ lần này là chúng ta nói thì các bạn cảm giác như là cái chuyện lần này nó có vẻ như nó rình rang gì đó, nhưng mà thật ra không có. Chúng ta đã quyết liệt từ những năm 92, chúng ta đã bắn nổ súng. Còn cái chuyện mà cái giàn khoan 981, các bạn thấy không? Thì tôi nói với các bạn cái này là các bạn phải hiểu cho nó căn bản nè. Cái này dứt khoát là phải theo đảng, theo nhà nước mình, không khác được. Đó là chúng ta kiên quyết không chấp nhận đường lưỡi bò. Và Trung Quốc hiện nay đó là kiên quyết thể hiện cái quyền, cái đường lưỡi bò. Nó khác nhau chỉ có vậy thôi. Thì thể hiện trên cái tuyên bố của cái ông cảnh sản. Thì người ta hỏi ông, bữa trước tôi nói rồi mà bữa nay tôi cũng xin nhắc lại để các bạn nhớ, nhiều khi các bạn quên, là khi người ta hỏi rằng ở ngoài đó đang diễn ra cái gì ngoài đó, thì ông không trả lời. Ngày đầu không trả lời, ông chỉ trả lời là Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình trên Biển Đông. Thì các bạn có biết là trước khi mà họ cái tàu mà 35111 đó nó sang, nó định ủi cái mũi khoan của mình á, cách mũi khoan của mình chỉ có nửa hải lý thôi, đó là nó đã sang và nó tấn công cái mũi khoan của ông Malaysia bên đó. Malaysia họ cũng đang khoan ở bển, và tàu của Trung Quốc cũng sang tấn công bên đó. Rồi là trên đường khi họ sang bên đây, họ nhận được cái lệnh là trở về tấn công bên cái gì phía Việt Nam á, thì họ đi ngang cái đảo Chữ Thập tiếp tế nhiên liệu ở đó. Thì bây giờ cái vai trò của các cái đảo nhân tạo của họ nó thấy rõ, các bạn thấy không? Ngoài cái chuyện quân sự họ bố trí cái gì trên đó mình chưa biết, nhưng mà về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề tiếp tế, về vấn đề thay đổi nhân sự này đó, cái thứ họ ghé ngang đó và họ tu bổ nhiên liệu lương thực gì đó rồi là bay sang cái phía bên đây để mà tấn công mình. Thì cái tàu lớn nhất đó của họ, họ đi sang. Thì cái chuyện mà cái tàu khảo sát mà Hải Dương 8 đó, cái đó nó chỉ là cái cớ nha các bạn. Tôi nhắc các bạn một lần nữa, cái đó chỉ là cái cớ. Tại vì nếu mà họ di chuyển một cách hòa bình đó thì họ được phép. Nhưng mà họ di chuyển cái kiểu zigzag thì chúng ta cứ bám theo thôi. Nhưng mà mục đích thật sự, tôi nói với các bạn bữa trước rồi, là tôi nói là không phải cái vấn đề này, mà vấn đề chính của nó là nó muốn trục xuất mấy cái mũi khoan của mình, nó không cho mình khai thác.
trên cái vùng mình định khai thác. Bởi vì cái này nó đã tranh chấp cái lô này, nó đặt tên là cái gì GE gì 37, 27 gì đó, nó đặt theo cái tên của nó nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Thì tức là từ trước đến nay chúng ta với bạn với Trung Quốc đã là tranh chấp với nhau kịch liệt cái chuyện này chứ không phải chỉ mới. Cái giàn khoan 981 đó thì là cũng đã đặt vào lần đó. Tại sao mà chúng ta nghĩa là làm to chuyện lên là bởi vì nó không phải là lần này chúng ta nắm vững rồi chúng ta không có lên tiếng nói như thế là không có đúng bản chất vấn đề. Là bởi vì lần 981 là họ đặt một cái giàn khoan bằng cái tàu cái sân banh, họ cố định tại đó và họ khoan xuống, họ khoan xuống và khoan xuống đó. Tôi nhắc cho các bạn biết cái luật biển và luật quốc tế luôn để các bạn nắm cái vững cái giàn khoan 981 hoàn toàn nằm trong đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nó gần cái đảo Hoàng Sa nhưng mà nó không thuộc về là Hoàng Sa. Cho nên nhiều bạn trẻ mà không biết là lên nói bậy bạ. Trên diễn đàn các bạn hiểu tầm bậy là không có trúng đâu. Thứ nhất là tôi nói các bạn nghe nè, nó đang cách cái đảo Tri Tôn của đảo Hoàng Sa là 17 hải lý. Cách cái đảo Lý Sơn của Việt Nam là 120 hải lý. Như vậy thì nếu mà sơn sát mà mình nhìn vô thì mình cảm giác rằng là nó gần cái đảo Hoàng Sa hơn. Thì nó thuộc về của Hoàng Sa. Nhưng mà tôi nhắc cho các bạn nhớ, giả Hoàng Sa là của chúng ta, của chúng ta, của Việt Nam họ đánh chiếm. Nhưng bây giờ mình giả sử nghe các bạn, đây là tôi giả sử của Trung Quốc đi, của Trung Quốc đi, thì á tại sao người ta vẫn nói rằng cái đó là không thuộc về cái vùng của Hoàng Sa? Là bởi vì tất cả các cái thực thể trên đảo Hoàng Sa chỉ là đảo đá. Theo luật quốc tế thì đảo đá chỉ được tối đa là lãnh hải là 12 hải lý, không được phép có 200 hải lý nghĩa là đặc quyền kinh tế. Thành ra không có cái chuyện mà dùng nước giao nhau giữa Việt Nam như là Trung Quốc lúc đó. Thì nếu tính từ cái của Việt Nam đi ra thì là cái đại giàn khoan 981 nó đặt trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 200 hải lý, mà nó đặt ngoài cái vùng lãnh hải của Hoàng Sa. Bởi vì lúc đó gần nhất đó là đảo Tri Tôn, mà đảo Tri Tôn nó cách cái mũi khoan đó là 17 hải lý, có nghĩa là anh vượt ra khỏi cái lãnh hải của anh là 5 hải lý. Thì rõ ràng anh đặt trên cái chuyện đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thành ra cái này các bạn phải nhớ là chúng ta đấu tranh lần đó là vô cùng y như là lần này, không có gì khác. Và sở dĩ Trung Quốc đặt ở đó đó là họ vinh lý do cái đường lưỡi bò cũng y như bây giờ thôi. Đó, đường lưỡi bò. Nhưng mà họ khôn ngoan là họ đặt cái đó để nhằm mục đích là còn nói đến cái chuyện cái đảo Hoàng Sa. Ở Hoàng Sa tức là gì? Tức là nó y như bây giờ là cái dùng trũng gần bãi Tư Chính đó, họ cũng bảo thuộc Trường Sa. Nhưng mà tôi nói với anh bằng nãy, cái này tôi bỏ tốt cho anh thôi, là không dính líu gì tới Trường Sa. Đúng, không dính líu tới Trường Sa, nó không phải gì nó gần hơn, nó xa hơn. Bởi vì nếu tính theo cái khoảng cách đó, thì cái vùng đó, đó nó cách cái Trường Sa là 67 hải lý, mà nó cách cái bãi Tư Chính của mình là 100+ hải lý. Nhưng mà tại sao nói nó không thuộc Trường Sa? Đó, Trường Sa thì tôi nói với các bạn nghe, cái thềm lục địa, cái bãi đó nó phải thoai thoải theo cái độ dốc bao nhiêu người ta có quy định. Nhưng mà cái Trường Sa đó khi mà đi ra tới đó đó, gần tới đó thôi chứ không tới đó, là nó có một cái độ như một cái vực thẳm ấy. Tức là tới đó em nói có một cái rãnh sâu. Nó có một cái vực thẳm nó tuột xuống, thành ra cái bãi này á là nó bị ngăn cách bởi cái vực thẳm đó, thì nó không hoàn toàn, người ta không chấp nhận cho nó là thuộc về một cái bãi nữa là thềm lục địa của cái Trường Sa được. Thành ra là không thể dính líu Trường Sa, thì nó chỉ còn có một con đường nó bám víu, đó là cái đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò, mà đường lưỡi bò thì vừa rồi đã bị tòa đã tuyên bố phi pháp rồi. Nhưng mà đó là tôi nói các bạn vui là như thế này, tức là Trung Quốc thì họ không bao giờ họ chấp nhận cái tòa xử, mà họ nói rằng là tòa cái luật biển UNCLOS 82 thì nó chỉ có từ những năm 82, còn của tôi tao đó là nó đã có từ thời đời nhà Đường là đã như thế nào rồi đời nhà Minh như thế nào. Nó có những cái cuốn sách để tôi nói với các bạn là nó có thật, nó có nhắc tới. Nhưng mà đó là chẳng qua là họ đi thám hiểm, và họ cũng như là các cái nhà khoa học của họ đó, họ đi thám hiểm như Colombo đồ này đó các thứ. Thì anh có đi và anh về, anh ghi trong cái hải trình của anh là anh đi qua những vùng đất nào, vùng đất nào, thì anh đặt cái tên là Tây Sa, Nam Sa gì anh có đặt, và anh cứ đi qua cái nước Việt Nam mình hay là cái nước Chim Thành hồi xưa đó, hoặc nước Cao Miên, hoặc nước Indo hay gì mà đó, là họ ghi vào trong cái gì đó là cái hải trình gì của họ đó, thì họ kể cái đó ra thôi. Nhưng mà cái đó nó không thể nào theo luật pháp quốc tế bây giờ, nó không có thể nào cái đó nó gọi là cái chuyện là anh đi vào là chủ quyền được.
à, nêu cái đó là chứng cứ là lịch sử, nó thuộc đời nhà Đường, nhà Minh gì đó, thì nó tóm gọn ổng vẫn bám víu vào cái bây giờ cái unlock năm 82 mà đề ra. Ok, thì nó đề ra đó các bạn là nó không chấp hành, nó không chấp hành, thành ra nó vẫn yêu sách cái đường lưỡi bò có chín đoạn của họ. Lúc ông Tưởng Chí Thạch á thì là 11 đoạn, nhưng mà qua tới thời ông Mao Trạch Đông thì còn 9 đoạn. Thành ra đó là tất cả các cái điểm đảo mà họ tranh chấp với chúng ta từ hồi trước đến nay là chúng ta kiên quyết, nhưng mà có những lúc thế và lực nó yếu đó, thì là chúng ta phải tạm thời chấp nhận. Tôi nhắc cho các bạn nhớ bao nhiêu lần chúng ta nói là tạm lui quân, chứ không phải là quyết tâm thì có nhưng mà lực không đủ. Thì các bạn biết rằng là có, tôi đã kể bữa trước ở đây trên nhà anh Bằng một lần rồi, tức là năm 92-94 chúng ta đẩy lui được cái công ty của Mỹ, nhưng mà qua những cái năm sau đó thì họ bắt đầu chúng ta tiếp tục, chúng ta ra khai thác thì họ bao dây cái mũi khoan chúng ta lại phải rút. Rồi là tiếp theo nữa thì khi chúng ta đi thả cái tàu Bình Minh mấy quên rồi, thì họ cũng tìm cách họ cắt cáp chúng ta hai lần. Các bạn nhớ cái vụ cắt cáp của tàu Bình Minh không? Thì đó là những cái lần mà họ phá chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn ký đường lối chủ trương là nhất quán từ xưa đến nay, là trong thềm lục địa, trong vùng đặc quyền kinh tế, là chúng ta hôm nay làm không được ngày mai làm, ngày mai làm không được ngày mốt làm, vẫn phải làm, không thể nào mà nhân nhượng cái gì cho cái đó không nhân nhượng. Đó là một cái chủ trương của đảng, của nhà nước mình nhất quán như vậy. Thành ra là cái chuyện mà liên kết với Nga đó, thì các bạn phải biết rằng không phải tới giờ phút này chúng ta mới đem yếu tố Nga vào, mà chúng ta đã là Việt Xô Petro. Các bạn có nhớ cái bài ca đó không? Cái lúc mà còn Liên Xô cơ, chứ không phải là đến cái độ mà sau này là Nga. Chúng ta đã là liên doanh với Việt Xô Petro, liên doanh với Liên Xô để chúng ta khai thác biển, khai thác dầu ở ngoài đó, là từ cái thời Liên Xô. À, thì anh Bằng có nhớ hồi đó có mấy cái bài ca mà khai thác dầu khí ở Vũng Tàu đó, là mình đã liên kết với Liên Xô từ thời đó, đúng không anh? Từ thời đó chúng ta khai thác mỏ Bạch Hổ nè, một loạt các cái mỏ, rồi sau đó chúng ta học các cái chuyên gia của Liên Xô để chúng ta trưởng thành lên và chúng ta tự làm. Một số nơi chúng ta tự làm, và chúng cái nào cần liên doanh với nước ngoài thì chúng ta liên doanh. Chứ không phải đến giờ phút này chúng ta mới đi mượn cái bàn tay của Nga gì, không phải. Mà trước tới giờ chúng ta đã liên doanh với Liên Xô, kế đó tiếp tục là Nga, là chúng ta đã làm là một cái người bạn trung thành, và cái người bạn nghĩa là giúp chúng ta từ đầu khai thiên lập địa để mà làm cái chuyện mà công tác mà đào tạo từ cái nhân lực đầu tiên cho đến các cái bước trưởng thành để mà biết cách khai thác một cái mỏ như thế nào, đó là phải nói cảm ơn người bạn Liên Xô, cảm ơn người bạn Nga ngay từ đầu đã dìu dắt chúng ta, đó là chúng ta phải cảm ơn. Và chúng ta đã hợp tác với bạn từ những năm đó cho đến bây giờ, cho đến bây giờ, chứ không phải bây giờ chúng ta mới hợp tác với Nga để mà mượn thế lực này, mượn thế lực kia gì, nói như thế nó không có đúng nha các bạn. Thành ra đó là mà cái này. Bây giờ này, em ở trong cái ngày hàng ngày em biết cái liên doanh dầu khí Việt Xô được thành lập từ những năm 1986. Đấy, rất lâu rồi, mà hiện nay mình đã làm chủ được những cái công nghệ khai thác dầu khí, đóng được những cái giàn khoan. Mình học tập được rất nhiều anh. Học tập hầu như gần như cơ bản những đào tạo mình đào tạo, cộng với một số cái kiến thức mình cho đi đào tạo ở kể cả các cái nước châu Âu đó, về để mình kết hợp kiến thức Đông Tây, kiến thức của Liên Xô cả các cái nước khác, để rồi mình nói là bây giờ sau này mình khi Venezuela về rồi lỗ là rất tiếc các bạn, nhưng mà chúng ta còn định qua khai thác ở bên Venezuela đó, nhưng mà cái lô đó thì chúng ta bị lỗ thì lỗ cái đó thì nó có cái nguyên nhân khác, bữa nào nói đi các bạn. Nhưng mà trở lại vấn đề đó là tới bữa nay trên thực địa đó thì nó vẫn là, mà hôm trước tôi đã nói các bạn rồi, tôi không biết rằng lần này là với cái thế của mình nó đang lên như thế này, và cái lực của mình bây giờ nó mạnh, thì nhân đây tôi nói lực với các bạn một chút là sở dĩ ngày xưa có những lúc mới năm vừa rồi đấy thôi, mới năm vừa rồi các bạn nhớ khi cái mỏ dầu mà Resson đó, thằng Resson của Tây Ban Nha hay gì đó tôi quên, hay Tây Ban Nha, cuối cùng á là các bạn biết là họ kiên quyết là các anh phải rút ra để giữ đại cục gì đó, nó đại khái họ muốn mình cùng khai thác, tức là từ không có tranh chấp họ muốn biến thành có tranh chấp rồi thì bàn với nhau là thôi thì giờ để giữ đại cục hòa bình thì coi như cùng khai thác, tự nhiên cái mỏ dầu của mình mà hắn bắt mình cùng khai thác đó, cho nên mình thì không bao giờ chịu cái đó.
Thành ra đó là lui quân thì lui, nhưng mà rồi có dịp thì lại quay ra. Nó thành ra là đó, đó là cái chính sách của mình. Thì tôi nói cuối cùng cái tàu khảo sát ấy, cái tàu khảo sát đấy nó phải kéo về, của Tây Ban Nha phải kéo về. Không phải tàu khảo sát anh, mà cái đó là mình chuẩn bị khoan rồi đó. Tại vì cái đó mình đã khảo sát nhiều lần rồi đó, nhưng mà đó là Trung Quốc họ kiên quyết. Anh nhớ cái hôm trước tôi nói rồi, ông mà phó chủ tịch quân ủy trung ương Phạm gì, Phạm Trường Long phải không, Phạm Trường Long của Trung Quốc sang, ông đùng đùng nổi giận ông đi về là dịu cái vụ đó. Thì mới năm vừa rồi đi thôi các bạn, là năm vừa rồi, năm 2017, và tháng 3 năm 2018 lại thêm một vụ khác. Nhưng mà ở đây cũng biết các bạn có nắm thông tin không, thì là cũng đã là diễn ra quyết liệt, chứ không phải là hôm nay là chúng ta nghĩa là mới nghĩa là biết được cái việc, nghĩa là cái chuyện mà tranh chấp này, cái tranh, thành ra tôi nói với các bạn rồi, tranh chấp này nó thật ra nó đã diễn ra âm thầm, nhưng mà có lẽ là trước đây chúng ta cái thế lực mình nó yếu. Bây giờ tôi ví dụ gì để các bạn hình dung, bây giờ mình á là một cái đứa bé đi lẩm đẩm mà nó cầm cái cây kẹo nó đi ngoài đường á, thì một cái thằng lớn đầu nó đi ngang nó giật một cái, thì chắc cái đứa bé đó chỉ biết e là gì thôi, chứ không có kháng cự được cái gì cả, và cũng không ai biết cái việc gì để mà tiếp mình. Nhưng mà mình trang bị á, thì ba que nó nói rằng là mình nó là mỹ dân, mỹ dân tức là mình sắm tàu kilo, sắm tất cả vũ khí là Su-30 MK2, quả tiễn bờ biển Beston P, rồi siêu âm gì tất cả các thứ, chỉ là nghĩa là đóng tuồng để mà cho dân thấy rằng là mình có quyết tâm giữ biển giữ đảo, chứ còn thật ra là bán biển bán đảo, không có đánh đấm gì cả, sắm chia sắm tuồng. Thì tôi giải thích để các bạn hiểu là thật ra chúng ta sắm để Trung Quốc nó ngán và nó suy nghĩ kỹ trước khi nó hành động. Bởi vì khi một cái đứa bé mà anh cầm cái kẹo đi đường thì nó giật một cái là xong. Nhưng mà nếu đó là một cái ổ bánh mì thịt mà một cậu trai trẻ không có quánh lại người ta, nhưng ít ra anh cũng được 13, 14 tuổi, thì là cái cậu chàng thanh niên, cái thằng vô côn đó mà nó muốn giật được của một thằng bé 12, 13 tuổi cái ổ bánh mì đó đó, là nó phải giằng co. Và thằng bé này phải biết la lên là bà con ơi, thằng này nó giật bánh mì tôi hay cái gì, nó giật đồ tôi vậy đó tiếp. Thì thằng kia nó muốn giật được của một cái đứa thiếu niên đó đó, không phải dễ. Hơn là cái đứa bé đi chập chững. Thì tôi ví dụ gì để các bạn dễ hình dung. Tức là tàu quân sự của chúng ta, lực lượng quân sự của chúng ta vào những năm đó, nếu mà chúng ta đánh nhau á, thì nó nuốt mình luôn. Cho nên buộc mình phải nhân nhượng rất dữ. Chính vì cái chỗ đó mà có cái lệnh là chúng ta không nổ súng trước, trong cái trận chiến Gạc Ma, các bạn nhớ không? Đó là chúng ta biết rằng nếu chúng ta mà nổ súng thì họ sẽ nhân cơ hội đó, họ búp chúng ta luôn và họ chiếm toàn bộ cái Trường Sa. Cho nên là mình phải mềm dẻo, mình phải giữ gìn cho bằng được trong cái lúc mình còn đang yếu. Và chúng ta âm thầm phát triển kinh tế, và chúng ta mua vũ khí, trang bị vũ khí. Và đến nay chúng ta có thể nói với nhau rằng chúng ta đã là một cậu bé 14, 15 tuổi rồi. Chứ mình không dám nói là mình đánh thắng Trung Quốc. Không bao giờ, chứ tiềm lực của chúng ta hiện nay, tôi vẫn nói với anh Phú nha, anh Phú, là chúng ta tự hào cái gì thì tự hào, nhưng phải biết mình, biết ta, biết địch. Tức là toàn bộ vũ khí của chúng ta nếu Trung Quốc muốn đánh là cái chuyện không phải đùa. Bởi vì nếu như anh quyết tâm mà anh đánh tôi mà tôi chống cự á, thì sẽ xảy ra một trận chiến rất lớn trên Biển Đông, thì nó sẽ ách tắc toàn bộ các cái lưu thông hàng hải của quốc tế. Thì á, là cái chuyện này là một cái lớn chuyện và quốc tế người ta sẽ nhảy vào. Còn cái chuyện nếu như em hỏi anh một câu hỏi này, thì trong cái dịp vừa rồi, tức cái tàu mà Hải Dương 8 á, nó vào nó quấy nhiễu ở cái vùng biển Bán Kinh Chính, thì có cuộc đi thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đấy, tức là có cuộc đi thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và vừa rồi là ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng, đã sang thăm Trung Quốc, thì cũng có, đấy là vấn đề ngoại giao rất là khôn khéo của mình. Thì anh có nhận xét gì không? Dạ, nó trùng hợp cái này, nó nhiều người bảo rằng là cái sự nắng gân nắng gì, thì theo tôi á là về mặt chiến lược giữa của đôi bên á là không có nắng gì hết trơn á anh. Tại vì cái quyền lợi này đó là quyền lợi chiến lược mà bên nào cũng kiên quyết không chịu nhân nhượng. Trung Quốc cũng dứt khoát là phải bảo vệ đấy, ông cảnh sản ông lên ông bảo vệ, ông bảo là Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó, còn mình bên đây là kiên quyết là bảo vệ thực thi luật pháp trên thềm lục địa, trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thì hai cái này thì những cái ông mà ngoại giao bà Kim Ngân bỏ qua, thì hai người vẫn nói chuyện với nhau những từ ngữ ngoại giao, những từ ngữ ngoại giao
là như thế thôi ông, là chúng ta giải quyết một cách thỏa đáng. Thỏa đáng như thế nào? Thì đây là cái khúc xương mà người ta không thể nào nói thẳng ra, vì vì cái chuyện hợp tác trong bờ, vì cái chuyện chung lớn, thì là đôi bên đều biết rằng là cái việc này không phải là chuyện chính nhất của chúng ta, nhưng mà nó là khúc xương khó nuốt nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khúc xương khó nuốt nhất nó nằm ở chỗ này, chứ không phải là cái chỗ nào khác hết. Mình với Trung Quốc mà nếu như mà thỏa thuận được cái điều mà trên biển đó, mà họ chấp nhận họ bỏ cái đường lưỡi bò, thì phải nói là hòa bình tuyệt vời. Hòa bình tuyệt vời. Nhưng mà khi anh đã không chấp nhận bỏ đường lưỡi bò, thì chúng ta cũng không chấp nhận là cái đường lưỡi bò, thì cái này nói gì thì nói, cuối cùng nó phải dẫn đi đến cái chuyện là sự thật mà thôi. Thành ra bây giờ các ông ngoại giao, các ông đi qua, các ông nói gì nói, thì theo tôi á, nhiều người bảo rằng là lúc này là lúc nắng găng nứt thử sức gì không. Cái chuyện này là cái chuyện nó thuộc về chiến lược, không phải lúc này lúc nào hết, mà hễ lúc này hay lúc nào là do bên nào triển khai thì bên kia phá. Bây giờ đây là chiến lược, họ không tha được. Thì tôi nói để các bạn nhớ, bên Malaysia họ cũng khoan, bên chúng ta cũng khoan. Thì tôi không biết rằng hai ông này nó có ngoéo tay với nhau không, thì mình không biết có ngoéo tay với nhau không. Bởi vì cái tình thế hiện giờ đó là Mỹ với Trung Quốc nó đang căng với nhau vậy, thì mình chớp thời cơ đó, mình chớp thời cơ. Là bây giờ là cái chuyện mình đấu đế lâu nay mình âm thầm mình làm, nhưng mà có những lúc mình phải rút đi. Đấy, như năm vừa rồi thôi mình đã rút đi, phải bắt buộc phải rút đi, chứ đừng có nói mình tự hào mà làm mình thế này thế kia thế nọ, không phải dễ. Tại lúc đó họ hăm á, là nếu chúng ta không rút cái đợt đó là họ đánh cả bãi cả Trường Sa luôn. Cho nên cái gì cái đại cuộc thì mình tạm thời ẩn nhẫn mình rút. Nhưng mà bây giờ đó là cái tình hình Mỹ với Trung Quốc là như thế, thì không biết rằng là nhất là trong khối ASEAN thì phải nói thật sự là chúng ta nói là thống nhất chứ không có thống nhất lắm đâu. Mà chỉ có ông Malaysia đó, từ khi ông Mahathir ông quay trở lại làm thủ tướng, thì ông này ông bác một số chính sách nghĩa là của cái người tiền nhiệm. Tức là thí dụ như là cái đường tàu cao tốc 20 tỷ đô la ông bác tỏ. Tức là ông cho rằng là chúng ta mà đi chấp nhận một số đầu tư đó của Trung Quốc là chúng ta sẽ lại bị cái gọi là ông gọi là chủ nghĩa thực dân mới của Trung Quốc. Quảng bác. À, ông này thì có một cái chính sách nghĩa là bài Trung Quốc nó rõ nét hơn đó, thì có thể rằng là ông lại kết hợp với Việt Nam chăng thì mình không biết, nhưng mà mình cái này mình suy luận thôi. Có thể mình suy luận là có thể là họ có ngầm bên trong, nghĩa là cùng một lúc mày làm tao làm, và có sự ủng hộ tuyệt vời của quốc tế trong cái giai đoạn này. Thì mình nhân thiên thời địa lợi, anh Phú nói đúng đó, thì có thể thiên thời thì cái đó là mình làm chăng, chứ họ sang họ tấn công vào đó. Nhưng Malaysia tôi nói các bạn rất dũng cảm nha, đừng có tưởng có Việt Nam mình là dũng cảm. Họ bắn liền quả tiễn, thử liền quả tiễn mấy ngày hôm nay, họ thử bắn liền đó để cảnh cáo Trung Quốc rằng là anh không phải ăn hiếp tôi dễ dàng đâu. Nếu anh ăn hiếp tôi đến cái mức nào đó tôi cũng vẫn phản kháng. Như mà Việt Nam mình từ những năm 92 mình đã yếu, nhưng mình dám bắn đạn thật qua mũi tàu của Mỹ, cái công ty Mỹ. Đó là một cái hành động quyết liệt khi nó đụng đến cái chủ quyền. Thì bây giờ hiện nay đó ở trên trên đó tôi coi hồi chiều cái bản đồ đó thì vẫn còn nha các bạn, vẫn còn dờn với nhau trên đó. Nghĩa là họ kiên quyết rằng là mình phải rút giàn khoan đi, còn mình kiên quyết không. Thì hôm trước tôi nói lần rồi, bữa nay tôi cũng nhắc lại, tôi không biết rằng hai ông kiên quyết này sẽ kiên quyết đến lúc nào, hay là chuẩn bị tiếp tục mà đổ dầu đổ mỡ cho tàu chạy ra dờn qua dờn lại. Nhưng không ông nào dám làm bậy, nhất là Trung Quốc thì không dám nổ súng làm bậy. Bởi vì bây giờ nổ súng đó là các bạn biết, nếu như nổ súng tại chỗ đó là mình tiêu diệt họ liền lập tức. Nhưng vấn đề là sau khi mình tiêu diệt rồi đó thì là chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ gì xảy ra? À đó, cái chuyện cho nên là Việt Nam mình... Vì em nói là như Bình Phương này, hiện nay Mỹ cũng ủng hộ mình. Nhất là ông Tổng thống Putin cũng ủng hộ, cũng tức là cảm ơn những lực lượng chức trách của Việt Nam, các thứ bảo vệ giàn khoan của Nga, nó kia tất cả thứ. Thì nói chung là mình cũng... Vâng, thì nó cũng có một cái... Thì tôi nói các bạn là tôi cũng không biết là Trung Quốc nếu mà họ chấp nhận mà lui quân lần này, chấp nhận là để cho Việt Nam mà đặt được thành công những cái giàn khoan này, khoan được dầu lên một cái, thì tức là chuyện đã rồi. Chuyện đã rồi. Mà chuyện đã rồi một quyệt á thì sẽ được tới quyệt thứ hai. Vậy đó. Mình chơi cái kiểu nó cũng chơi y như cái bài của Trung Quốc là tạm ăn dâu. Hồi nãy anh Phú anh có nói cái vấn đề mà bồi đắp các cái biển đảo, thì tôi cũng nhắc luôn để các bạn nhớ. Cái bồi đắp biển đảo chúng ta đã âm thầm làm từ lâu. Đó, như tôi nói là cái nhất quán của mình là ngay ngày xưa mình đã chủ trương là mình cấm được cái cọc nào là cấm cái cọc đó lên. Làm được cái việc gì là âm thầm làm, cái chủ trương nhất quán của đảng của nhà nước mình, chứ không phải là mới đây. Và chúng ta làm theo cái lực. Nhưng mà nói thật với các bạn là như thế này, chúng ta nghèo.
chúng ta nghèo, cho nên cái chuyện mà bồi đắp nó rất tốn kém tiền bạc và công sức thưa với các bạn. Thành ra đó là cái bãi mà chữ thập của Trung Quốc mà họ bồi đắp rất là nhanh chóng, không? Cái bãi gạt ma của mình đó, họ chiếm cũng vậy, các bạn thấy không? Nó bắt đầu bắt bồi đắp rất là nhanh chóng đó, thành ra là thế giới họ thấy rất rõ. Nhưng mà của Việt Nam đó thì Mỹ hay hoặc là tất cả các nước nó chụp cách đây là bao nhiêu năm đó, khi họ chụp lại đó thì các bạn sẽ phát hiện ra liền, các cái ông mà đi theo đoàn tàu, nhất là mấy ông Việt kiều mà đi ra thăm cái đảo đó, thì các ông đã phát hiện là cái gì, phát hiện như cái đường băng đi ở Trường Sa lớn, các bạn nhớ cái đường băng không, thì chúng ta kéo rộng, chúng ta tôn tạo cái đường băng, tôn tạo cái đảo đó ra, cho cơ nới cái đó để làm chi, để kéo dài cái đường băng ra để làm chi, để đáp được những cái loại máy bay mà chiến đấu, đáp được những cái loại máy bay mà cần thiết cho vấn đề quân sự. Thật ra tôi nói các bạn phải vững tin là nhà nước mình hiện nay đã có một cái tự tin ở đây, không phải là tự tin để đánh thắng Trung Quốc, các bạn làm rồi, chúng ta khó mà đánh thắng họ, không phải như trên bờ như vậy nó lại khác, nhưng mà đã ra chiến tranh ngoài biển là phải hiện đại, là phải có lực lượng, thì hiện nay phải nói là hạm đội tàu ngầm chúng ta có rồi, một hạm đội tàu ngầm hiện đại rồi, đó là tất cả các cái tàu mặt nước đó, tải trọng lớn, những cái đinh tiên hoàng rồi gì gì các thứ các bạn thấy rồi. Rồi hôm trước chị Nga có nói và cái đó tôi cũng có đọc trên cái tạp chí quân sự rồi, tức là chúng ta đang trang bị cho những cái loại mà tàu Zolina đó, là cái loại là tàu nhỏ mà mang được cái những cái loại quả tiễn bắn hạm đó, thì nó mang được mấy quả trên đó thôi chứ không nhiều, nhưng mà cái tốc độ nó rất nhanh và rất nhỏ. Để làm chi, cái Molina đó là mình mang cái chiến thuật là bầy sói, hôm trước chị Nga chỉ nói đó là cái đó trên tạp chí quân sự người ta cũng có phân tích cái đó, thì nó rất thuận lợi cho cái công tác mà chiến đấu của chúng ta. Thì bây giờ mình xin được, mình mua được cái bản quyền sản xuất mà đóng ở xưởng Ba Son này nè anh Bằng đó, chúng ta mua được cái bản quyền sản xuất đó của Nga và Nga ủng hộ chúng ta, và để khỏi mua cái giá thành nó cao thì chúng ta đóng những cái tàu đó, và cứ một năm lại là chúng ta ra ít nhất được là hai chiếc ba chiếc như thế, xuất xưởng đóng ở nhà máy X51 thuộc về Ba Son, bây giờ thuộc Ba Son, tổng công ty Ba Son. Thằng bạn học chung lớp với tôi hồi đại học Bách Khoa, nó về sau này nó là thượng tá, nó làm trong đó đó anh, nó đi nghĩa vụ rồi nó làm trong đó, thành ra tôi cũng biết cái đó là chúng và ta cái xưởng đó bạn... là ở, nói các bạn anh Thiên ở đây, các bạn biết là Thiên Tài Lê làm ở đó. Thì anh Thiên Tài Lê làm đó là anh biết, thằng bạn tôi nó làm ở đó, nó là thượng tá, nó tên là thằng trời chung lớp mà quên ngang tên rồi, thằng không nhớ tên, không nhớ, để chút tôi nhớ tôi nói liền. Rồi nó vẫn bây giờ nó vẫn còn đang làm, nó đang chuẩn bị về hưu thì là làm ở xưởng Ba Son, mà xưởng Ba Son bây giờ chuẩn bị giờ đi rồi anh ơi, không rời xuống giờ X51 thì trực thuộc coi như tổng công ty Ba Son. Rồi thì là nó tóm gọn với các bạn là về mặt quân sự đó, là chúng ta đã hình thành được một cái lực lượng để có thể là nếu như Trung Quốc mà làm ngang ngược thì chúng ta nếu mà kiên quyết chống cự thì là cái chuyện rất lớn xảy ra trên Biển Đông, thì lúc đó quốc tế họ không thể nào họ chấp nhận cái chuyện mà nó ồn ào và nó kéo dài. Còn nếu như trước đây mà chúng ta chống cự thì như Trung Quốc họ đánh giá là trong vòng một tuần là họ chiếm hết đó, chiếm hết tất cả các đảo ở Trường Sa. Còn bây giờ đó thì họ đánh giá rằng là họ chiếm chúng ta trong vòng 3 tuần lễ là họ chiếm hết. Bây giờ cái khả năng chiếm nhanh đó đã không còn 3 tuần, nhưng mà họ không giữ được. Đó là ông Nguyên Soái của Trung Quốc, ông nhận định như thế, chứ không phải là Việt Nam chúng ta tự tin mà chúng ta nhận định như thế. Giữ được là một việc rất khó khăn, bởi vì Việt Nam đã trang bị những cái loại máy bay mà có thể bay ra chiến đấu rất lâu rồi mới quay về, mới hết xăng. Và tầm bắn của chúng ta chỉ cần cất cánh lên ở trong bờ này, chúng ta có thể bắn ra được tới ngoài đó, chứ không phải là cái đợi phải bay ra tới nơi rồi mới bắn được những cái hạm ngoài đó. Thành ra cái sức chiến đấu của chúng ta nó khác. Tất nhiên để thắng được Trung Quốc hẳn thì chúng ta không có yêu cầu đó, mà chúng ta chỉ yêu cầu là Trung Quốc phải chung tay khi mà phải chiến đấu với một lực lượng như vậy. Bởi vì Trung Quốc không thể nào dồn tất cả lực lượng vào để đánh đè bẹp được Việt Nam hết, thì là các hở sườn ở các nơi khác. Cái thứ hai nữa, nếu anh đè bẹp mà anh đánh một cái trận lớn như thế, kéo dài như vậy, thì nó sẽ ách tắc lưu thông bờ biển, đường hàng hải, thì quốc tế nó sẽ nhảy vào. Đây là một cái câu chuyện lớn mà Việt Nam chúng ta đã gây được một cái thế trận. Về quân sự là nó chỉ có tác động hỗ trợ, còn về mặt trên biển là chúng ta cũng vẫn áp dụng cái chiến thuật là hòa bình. Chúng ta nghĩa là ngăn ngừa bạn và chấp pháp một cách hòa bình, và khi cần thiết thì chúng như vừa rồi đó, chúng ta bắt đầu tuyên bố lên cho quốc tế như kỳ giàn khoan 981 để kêu gọi cái tấm lòng yêu hòa bình, yêu là lẽ phải của quốc tế ủng hộ chúng ta.
Và Trung Quốc nói thật chứ các bạn là nhiều khi ta chửi họ quá đáng, nhưng mà nếu mà họ ngang tàn và ngang ngược đến cái mức độ như các bạn nói đó thì nó đánh chiếm mình lâu rồi. Và nó cũng làm, không phải nó làm như thế đó đâu, nó cũng biết rằng là nếu nó ngang tàn nó làm như thế thì nó không còn làm ăn được với ai, nó không còn làm được đại ca nữa. Bởi vì đại ca thì chẳng những là mạnh về quân sự kinh tế mà còn phải mạnh về chính nghĩa, phải nói người ta, khuất phục người ta. Chứ giờ anh muốn làm đại ca thế giới mà anh lại ngang tàn quá mức thì anh còn làm sao mà ai theo anh nữa, đúng không? Thành ra là họ cũng đem tàu ra, họ làm theo cái kiểu rằng là họ đang chấp pháp. Bởi vì đường lưỡi bò này là chủ quyền lịch sử của chúng tôi, cho nên chúng tôi không cho các anh khai thác, các anh muốn gì thì phải thương lượng đàng hoàng. À, thì họ dùng cái lực nghĩa là cái kiểu hòa bình, chứ chưa dám nghĩa là dùng ngang ngược, dùng quân sự, cũng như là những cái lúc mà áp lực lớn quá họ cũng rút. Bởi vì họ không khéo thì họ lại mất uy tín trên thị trường thế giới, thì mình mới biết mình đang tận dụng mọi cơ hội quân sự. Chúng ta cho họ thấy có sức răng đe, về ngoại giao mềm mỏng chúng ta cũng có sức nghĩa là mềm mỏng, mà về thế lực quốc tế thì đây là thời điểm mà gọi nó thế và lực về ngoại giao của Việt Nam lên cao nhất. Và tôi cũng tin rằng chắc chắn là cái ông Malaysia, ông Mahathir đó, ông tiến sĩ đó, ông đã 90 tuổi, 91 tuổi mà ông dẫn lên làm thủ tướng, và ông có một cái đường lối vô cùng giống Việt Nam. Và có thể rằng cái đợt vừa rồi ổng với mình kết hợp chăng thì mình không biết, nhưng mà nhắc lại với các bạn một lần nữa là các bạn phải nhớ đây là không phải một cái chủ trương nhất thời, một cái chuyện mà bốc đồng của Việt Nam để rồi chúng ta có một cái chính sách ngày hôm nay đâu, mà cái chuyện này nó đã xảy ra từ những năm đầu tiên của thập niên 80 đến bây giờ, là chúng ta vẫn bền bỉ triển khai, chuẩn bị thực lực để mà chúng ta là giữ vững cái chủ quyền này, không lui quân. Để đáp lại cái lời của ông Jackson Bùi ở dưới này nghe, ông Jackson Bùi ông bảo rằng là cộng sản Việt Nam hèn yếu lắm nha, nhưng mà thật ra người ta biết khi nào người ta chưa đủ lực thì người ta tạm thời ẩn nhẫn, đó mới là sự khôn ngoan. Chứ còn anh chưa đủ lực mà anh đi ra ré cái họng anh lên để cho nó đập cái nó lấy hết trơn, mà lúc đó Mỹ nó đã gì nó binh chúng ta đó, các nước làm gì nó binh chúng ta. Nhưng bây giờ thế và lực chúng ta nó khác, lực lượng quân sự chúng ta đã khác đó, thì là cái đối trọi đầu giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã khác. Thì đây là cũng là cơ hội ngàn vàng, nhưng mà không phải vì cái ngàn vàng này mà chúng ta chớp thời cơ gì đâu. Mà cái giàn khoan này thật ra chúng ta đã chuẩn bị, chỉ đủ thời cơ là chúng ta ra cắm, đủ thời cơ chúng ta ra cắm. Và họ cứ chống, Malaysia cũng vậy. Mà nếu Philippines tới đây mà vẫn noi gương chúng ta thì họ ra cắm ở cái bãi cảng của họ ở Scarborough, vậy thôi. Rồi nếu mà đồng lòng với nhau hết, tất cả các nước làm hết, Trung Quốc có dám đàn áp hết không? À, chỉ sợ rằng họ bẻ chúng ta từng cây đũa, từng cây đũa, họ chia rẽ chúng ta ra. Còn bây giờ nếu chúng ta đoàn ASEAN đoàn kết đồng lòng làm, và chúng ta đồng lòng bảo rằng đường lưỡi bò các anh vô hiệu đó, thì chắc chắn rằng Trung Quốc, tôi nghĩ rằng là không phải họ sợ rằng họ đánh không thắng, họ đánh thì họ sẽ thắng, nhưng họ sẽ không thắng được lòng người, không thắng được cái công cuộc mà họ đang kêu gọi, nghĩa là một vành đai, một con đường, ai hợp tác với anh nữa, quốc tế cũng sẽ và tẩy chay anh. Thì đây là một cái việc bất lợi cho Trung Quốc, mà nhất là họ, khi họ đã tẩy chay thì tẩy chay cả tới kinh tế, chứ không phải tẩy chay chỉ cái chuyện là ngoại giao không, mà tẩy chay cả kinh tế, thì nó rất là nguy hiểm cho Trung Quốc trong giai đoạn này. Cho nên là có thể rằng là nếu mà phân tích theo cái dạng đó thì có thể chúng ta có cái niềm tin, có một cái tự tin một chút. Nhưng mà phải nói thật sự cái hiện trường của Trung Quốc từ ngày 3 tới bây giờ mà nó vẫn kiên cường, nó vẫn đưa tàu, mà nó đưa thêm mấy cái tàu này nè các bạn, đưa cái loại tàu mà dân quân, tức là tàu nhìn vô là tàu của dân thường đi đánh cá, nhưng mà rất to, rất to. Nhưng mà người ta phát hiện ra là những cái người mà đi đánh cá trên đó thật ra là lính. Lính, lính họ giả dạng thôi. Thì người ta gọi là tàu đó là tàu dân quân. Và hiện giờ họ đưa ra là mấy cái tàu loại dân quân loại bự đó để tiếp tay với những cái tàu lớn của họ, để họ nghĩa là ngăn chặn chúng ta. Ngăn chặn. Thì mình cũng chưa biết cái cục diện đó cuối cùng rồi nó ra làm sao, bởi vì không ai dám nói cái đó. Mình không biết rằng cái sự liều lĩnh của Trung Quốc họ tới mức nào, mà trong khi mình là người dân thường, mình cũng thấy được vấn đề nó như thế này, thì chả lẽ nào mà Trung Quốc họ thẳng chẳng không thấy. Nhưng mà để tôi nói trước một lần, tôi xin nhắc lại trước khi tôi xin xuống, đó là không biết cái sự kiên quyết này là rồi cuối cùng là ai kiên quyết hơn đó. Mình tin là mình sẽ kiên quyết hơn, thế và lực lúc này mình kiên quyết hơn, nhưng mà Trung Quốc thì thấy họ nói cũng cứng lắm, nó cũng về mặt ngoại giao nó nói cũng cứng lắm, và trên hiện trường nó cũng còn đang chưa có cái gì dấu hiệu là nó rút lui cả. Thành ra là mình biết là cái cục diện này nó vẫn tiếp tục, và chúng ta tiếp tục ủng hộ đảng nhà nước, chúng ta tiếp tục theo dõi và nhớ quan tâm một cái chuyện gì, đừng có phát biểu nó đi linh tinh, nó đi chệch là cái chủ trương của đảng của nhà nước mình, nó mất hay đi. Bởi vì á là chúng lúc này hơn lúc nào hết chúng ta phải đoàn kết với các nước ASEAN khác nữa,
chứ chúng ta cứ tự đưa mình lên cao quá, mà trong khi đó là người anh em khác người ta cũng rất dũng cảm, như là Ma Lai họ bắn bắn qua tiễn liền đó nghe các bạn, chứ không phải là đùa đâu à. Họ bắn cảnh cáo tàu Trung Quốc rồi đó. Còn nói bắn cảnh cáo tàu Trung Quốc thì nó hơi sai, nhưng có nghĩa là họ tập trận sau khi mà Trung Quốc nghĩa là uy hiếp họ thì họ tập trận họ bắn cái quả tiễn, giống như là Đài Loan mà Mỹ nó tuyên bố vấn đề Đài Loan xong là Trung Quốc tập trận bắn cái loại quả tiễn mà sát thủ của tàu sân bay đó, thì rồi họ bắn 10 quả loại đó mà Mỹ nó cũng đã phát hiện cái đó, thì họ bắn ở trên biển Đông mình chứ đâu, gần cái biển gần Hoàng Sa mình đi ra, Hoàng Sa đi ra một chút phía bên này là nó tập trận ngay chỗ đó và nó bắn thử, trong đó có 10 quả tiễn loại mà 21 đó là cái loại đó là cái loại chống tàu sân bay. Thì mình lên đó mình nói với các bạn một chút xíu cái vấn đề biển đảo, nó có lẽ nó đúng tới cái chủ đề, chứ còn mà cũng đang mệt chiều giờ đi từ sáng tới giờ mới vừa về, nhưng mà thấy anh Phú anh nói cái vụ biển đảo thì nó cũng hơi ngớ ngớ, cũng lên tâm sự với ảnh một chút, hỗ trợ anh em hỗ trợ với nhau cái thông tin để các bạn đi nắm cho vững, và luôn luôn chúng ta đứng sau lưng đảng và nhà nước, nói lại lần nữa, và đảng và nhà nước chúng ta có cái chủ trương và cái quyết tâm này từ những năm 80 mấy, thì đến bây giờ thế và lực nó đã đầy đủ đó, thì chúng ta vững tin rằng đảng và nhà nước không bao giờ lùi bước, nhân dân phải đứng sau lưng đảng luôn luôn, cái là nhìn coi đảng và nhà nước chúng ta làm cái gì chúng ta ủng hộ. Chứ còn cái chuyện biển đảo đó là thật sự nó rất phức tạp, nó có những cái quy định mà nếu chúng ta chưa nắm vững, đừng dội nói nhiều khi nói bậy là nó đi sai cái đường lối rồi. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, rất cảm ơn anh Bình Phương. Rồi bây giờ ra sân bùi lên có ý kiến gì. Lính hải quân đó về đi, về tham gia lực lượng hải quân Việt Nam ra cho ra ngoài chú khu vực bãi tư chính. Rất sân bùi đấy đi, gửi yêu cầu ấy. Ok, không có camera. Đúng không? Đừng yêu nước xuống. Bây giờ về ok không có camera, gửi yêu cầu ấy. Bấm nút xanh ấy. Không có camera. Rất sân bùi. Không có camera. Bấm nút xanh ấy, gửi yêu cầu. Đúng không? Cho tôi nói với bạn là sự nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại mà. Không có camera, rất xin bùi rồi, gửi yêu cầu ấy. Rồi, đang mời, rất xin bùi. Dạ, em xin chào anh bạn ha. Em chào diễn đàn hết. Thì em lên em cũng có vài ý kiến giống như bây giờ em. Em muốn nói tại sao mà Việt Nam mình không đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế. Lý do tại sao em nói vậy? Mình đưa nó ra tòa quốc tế để làm một cái bằng chứng là mình nói cho thế giới biết thằng Trung Quốc nó đang xâm lược biển đảo của Việt Nam. Thì thí dụ bây giờ đây. Rồi xong thì tôi trả lời cho thế thôi. Nó nói cái chuyện ví dụ Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra đoàn quốc tế. Đúng đúng. Pin bây giờ mình phải khôn ngoan như thế này. Pin người ta kiện rồi, người ta bác cái bảo okay. Cái bò rồi. Nhưng qua đó nhưng... là rất có lợi cho Việt Nam đúng không? Thánh cùng là bây giờ Việt Nam bây giờ mình phải tức là nói với rất sơ bộ nhá, Việt Nam đối với Trung Quốc là vừa hợp tác vừa đấu tranh đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ mình làm căng một cái ví dụ là hiện nay Trung Quốc và Việt Nam có một cái vấn đề gì nó rất căng thẳng đúng không? Cấm biên cấm nước không buôn bán với nhau nữa thì nó cũng thiệt hại về ai càng nhiều, Việt Nam càng nhiều đúng không? Cho nên mình phải khôn khéo và mềm dẻo thế thôi. Rồi, xong vấn đề anh biết là tại sao nếu mà mình không kiện nó ra, ví dụ giờ mình kiện ra đi thì thêm một người kiện nữa, thế giới nhìn vô thấy ok thằng Phi nó đã kiện rồi, bây giờ thằng Việt Nam cũng kiện nữa thì có cái một cái bằng chứng đó, có cái bằng chứng đó thì nói chung là bên ở quốc tế kể cả Mỹ những nước lớn thôi hiểu không, Mỹ với Nga Úc rồi là Nhật Bản đang đầu tiên người ta nhìn nhận ra được cái vấn đề rồi, cho nên là mình đừng có làm cái gì nó thêm mà nó không hay, đó là cái sự khôn khéo của mình nhá. Cái, xong thôi, xong vấn đề đó. Cái thứ hai nữa là tại sao mà mình không đồng minh quân sự với thằng Mỹ? Thằng Mỹ nó đâu rồi, nó đồng minh với nó. Anh biết Trung Quốc bây giờ anh không đồng minh rồi, với quân sự với nó. Bây giờ thì anh chỉ có thua thôi. Rồi, xong. Ok. Tôi trả lời cho. Bây giờ Philippines đúng không? Đồng minh quân sự đối với Mỹ thì là từ năm bao nhiêu? Đúng không, xuất vừa rồi mất bãi cạn Samula thì Mỹ đâu nói hỏi làm tới, làm sao mất được, nó đang tranh chấp với nhau xin, nhưng mà tại vì cái ông mà đóng thống xin lỗi với Justin Bùi này, thằng Mỹ Justin Bùi ở Mỹ thì Justin Bùi biết thằng Mỹ nói chung là nó chỉ khi nào có quyền lợi
succession của nó. Chính xác. Thì nó mới là ấy với mình. Hiện nay cái Biển Đông có quyền lợi của Mỹ ở đấy rất lớn, đó là một đường đúng đúng lại. Chính anh nói đó quan trọng. Mỗi năm cỡ khoảng 5.000 tỷ đúng. Hàng hóa qua đấy đúng cho nên là đấy là quyền lợi của đúng đúng thì nó phải đảm bảo cái chuyện không có cái tranh chấp, không có đánh nhau ở Biển Đông. Nếu mà đánh nhau ở Biển Đông nhá thì tất cả các tàu phải ngược lại ở khu vực đấy, không được qua khu vực Biển Đông. Thì bởi anh mới nói nếu mà anh không đồng minh quân sự với thằng Mỹ, tại anh biết nó cũng lợi dụng Việt Nam, mà Việt Nam cũng lợi dụng nó tại nó mạnh. Ok, mình có địa thế tốt thì mình phải lợi dụng xin nó lỗi này, ok bây giờ nhá, Việt Nam làm đồng minh quân sự với Mỹ thì thằng Trung Quốc nó thế nào, đúng không? Mình bây giờ mình phải không đừng rơi vào vòng xoáy giữa Trung Quốc và Mỹ. Bây giờ mình không đồng minh với nó thì nó tầm ăn dâu thì từ từ nó cũng lấy, sẽ lấy hết anh Bằng ơi. Không, ok. Trời ơi, Việt Nam thì bị Việt Nam ngày anh, xưa thằng Trung Quốc cũng... anh biết chiến thuật tầm ăn dâu không? Cái thời năm 78-79 nhá. Hồi đó Việt Nam không còn rất là yếu, Trung Quốc không làm gì nữa, bây giờ thì Việt Nam đúng không? Trung Quốc nó làm cái gì nó phải nghĩ đến nó. Cái uy tín của nó trên trường quốc tế đúng không? Như anh Bình Phương vừa nói, bây giờ nó có cái chuyện làm kinh tế từ một vành đai và con đường ấy. Đúng không? Mà bây giờ ví dụ tất cả các nước kia người ta ví dụ không tin tưởng của Trung Quốc nữa thì nói chung là bây giờ nó ra cái bãi mà là thứ chín gì đó. Nó nói là nó của nó không cho Việt Nam hút dầu. Nó bây giờ anh không có biện pháp gì mà để chống lại nó thì từ từ 20 năm sau, 30 năm sau về sau thì đó là của nó, nó là của nó. Tại anh làm thinh. Anh không la lên thì nó lấy thôi. Hiện nay Việt Nam đã cấm một cái giàn khoan dầu 14.000 tấn tại khu vực đó. DK1 đúng không? Bây giờ nó quấy nhiễu thì cái chuyện của nó, mình vẫn đưa tàu chấp pháp ra, nói chung mình đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, đúng không? Đó. Anh nghĩ Việt Nam mình Việt Nam mình chống lại nó à? Bây giờ Việt Nam mình chống lại nó, nhưng mà cái thế của Trung Quốc hiện nay, bây giờ Trung Quốc hiện nay có vấn đề Hồng Kông, vấn đề coi như là về cái kinh tế đối với Mỹ. Đấy. Thì nói chung có rất nhiều vấn đề, cái thế của Việt Nam này À, em nói bây giờ mình đâu? Phải có cái biện pháp gì, một là mình biện một mình mất à? Mình một là mình đánh đưa à? Mình đưa nó ra tòa quốc tế, mình không đánh nhau, mình đưa nó ra tòa quốc tế, ok, rồi xong mình phải đồng minh với Mỹ, tay Mỹ nó đang giới tay cho trai Việt Nam mà. Lý do tại sao em nói cho anh biết nè, không đồng minh với một nước nào. Em nói cho anh biết lý do Việt Nam không đồng minh với Mỹ, thà tại Việt Nam sợ bị mất đảng, ok, cho nên Việt Nam không có dám đồng minh với Mỹ. Bây giờ nhá, rất là một cái tin tưởng rằng là đối với chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay, Việt Nam cũng không đồng minh với Mỹ, không đồng minh với Trung Quốc và không đồng minh với người dân ai cũng biết hết. Theo Mỹ là sẽ thịnh vượng giàu có, nhưng mà sẽ mất đảng, ok, em biết chắc như vậy luôn. Việt Nam nhá, Đảng Cộng sản Việt Nam không lãnh đạo những người dân Việt Nam hiện nay mạnh như thế, có uy tín trên trường thế như thế, thì thằng Mỹ nó cũng không có gì nó liên minh như quỷ cả đấy, thằng Việt Nam Cộng Hòa đấy nhá, một bọn ăn hại đấy, đúng không? Mỹ nó bỏ luôn, đừng có nói cái chuyện đó rồi em mời Bình Phương tiếp đấy, quay quẩn lại là cuối cùng là chỉ có Mỹ thôi, đồng minh Mỹ thôi. Mời Minh Phương. Và làm tay sai, tư tưởng tay sai lỗi lại em. Dạ. Ngứa miệng phải lên nói với ông cái xin bụi. Ông nói cái tào lao, bây giờ tôi nói cái liên minh quân sự trước. Bây giờ ông biết là khi mà ở Mỹ có cái luật 30 năm người ta bạch quá hồ sơ ra một lần. Thì khi người ta bạch quá hồ sơ ra đó, thì có phải rằng là Trung Quốc Kissinger nghĩa là nhân nhượng cái Hoàng Sa không? Bây giờ tôi hỏi ông, khi nước ông nó nhân nhượng cho người ta mà làm lơ cho ông Trung Quốc, ông lấy cái Hoàng Sa. Mà bây giờ Việt Nam thì đang bảo là Hoàng Sa là của Việt Nam, Việt Nam muốn lấy lại. Bây giờ liên minh quân sự, ông làm Tổng thống Mỹ, tôi làm nghĩa là Thủ tướng Việt Nam, tôi chỉ hỏi ông một câu, bây giờ ông có hỗ trợ tôi đánh Hoàng Sa không? Ông trả lời đi. Nếu ông nói ok tôi hỗ trợ ông đánh Hoàng Sa thì tôi liên minh. Nhưng mà đó là ông đã từng cam kết ông nhượng cho thằng Trung Quốc, bây giờ ông làm sao mà ông dám mà hỗ trợ tôi đi quấn Hoàng Sa? Ông nói dốc không. Còn cái chuyện cái Scarborough nè, tôi nói cho ông nghe khỏi mới đây thôi. Tại cái ông tổng thống mới Philippines cái gì? Cái chuyện đó xảy ra là trước khi ông tổng thống Philippines bây giờ ông đắc cử. Tức là khi mà Trung Quốc định có cái ý định cái bãi Scarborough,
thì Philippines tuy là họ rất yếu nhưng họ vẫn đưa tàu ra, hai bên cãi cọ này nói các thứ, thì Mỹ mới làm trung gian, làm trung gian đó thôi, giờ để cho đỡ căng thẳng đó, thì là thôi thì hai bên cùng rút tàu ra, rồi nghĩa là từ từ giải quyết để cho nó đừng có xảy ra chiến tranh nó căng thẳng. Thì ông Philippines nghe lời ông thầy, tại vì là liên minh quân sự mà, ông có biết là Philippines có liên minh quân sự với Mỹ không, sếp xanh bùi biết không? Đấy thì ra là cái bãi Scarborough nha, Scarborough nghe các bạn đừng có đọc lộn tên, đó là cái bãi cạn Scarborough đó, thì là quá thuộc về ai, đến từ cái đường là cơ sở của Philippines ra coi là thuộc về ai, thế mà Trung Quốc vẫn đem tàu âm thầm quay trở lại chiếm, thì như vậy cái mặt của Mỹ để đâu? Vừa là một cái nước mình liên minh quân sự với họ mà chính mình cũng làm trung gian, mình kêu thằng em mình thôi mày rút tàu ra cùng với nó, rút tàu ra đi hòa bình để từ từ giải quyết. Bây giờ nghe lời thằng anh rút tàu ra, mà bây giờ thằng lớn đầu kia nó đem tàu nó vô nó chiếm, ha, nó chiếm bãi cạn Scarborough, thế mà ông Mỹ ông làm thinh. Đấy, liên minh quân sự đó nha, chứ nó ông đừng có đổ thừa tại cái ông tổng thống đời sau cái gì, tại vì Mỹ suối người ta rút tàu trở ra đó. Trung Quốc có làm gì đâu, sao ông biết Trung Quốc bây giờ là Trung Quốc nó đang kiểm soát cái bãi cạn Scarborough mà có làm gì đâu, chẳng qua là nó chưa có cấm cái nó chưa có tôn tạo ý định của nó đó, là nó cũng định làm một cái bãi là Scarborough thành một cái bãi nhân tạo y như là mấy cái hòn thạch, nhưng mà nó chưa dám thôi, nó chưa xây quân sự nhưng mà nó lại là đóng tàu ra đó và nó chuẩn bị nó nắm quyền kiểm soát. Mà tôi hỏi ông nè, cái bãi cạn đó là cái bãi cạn của ông đánh cá ở đó, dân tình ông sống ở đó, mà bây giờ nó không cho ông vô đánh cá, nó không cho ông vô sống, ông còn muốn chờ người ta phải xây trạm quân sự mới là nó đâu có làm gì đâu, bởi vì cái não cạn nô lệ của mấy ông thật đúng là nó quá quá lớn đó. Tôi phân tích cái vấn đề liên minh quân sự đấy, ông thấy đấy, Philippines nó nghe lời Mỹ chết cha, mất cho mất cái kiểm soát cái bãi Scarborough. Còn bây giờ cái Hoàng Sa đó, bây giờ cái anh liên minh quân sự anh dám mà đem hạm đậu vô đánh chiếm Hoàng Sa lại cho tôi không, thì tôi liên minh, giờ tôi đánh không được, đánh không nổi. Còn giờ tôi nói cho các bạn cái vấn đề mà kiện, hôm trước tôi nói rất nhiều diễn đàn rồi, cái này là luật biển chứ không phải là tôi nói được, cái này tôi cũng đọc trên sách thôi. Thì là các chuyên gia người ta cho mình biết là cái Hoàng Sa đó mà chúng ta kiện, kiện cái gì? Kiện đường lưỡi bò thì Philippines kiện rồi phải không các bạn? Chúng ta kiện làm gì? Bởi vì kiện rất tốn kém mà rất tốn công sức chứ không phải dễ, mà cuối cùng cũng là gì? Cái này tôi nói nhiều lần rồi, cái Philippines cái đường lưỡi bò là đã xong. Bây giờ vấn đề là chỉ còn các cái thực thể trên đó, tức là các cái bãi đá. À, thì bây giờ nếu như kiện cái đó là thuộc về kiện lãnh thổ. À, có biết không? Đây nè, ông xin bùi, ông không hiểu sao không cần nó phải xây cái trạm quân sự mới gọi là nó chiếm, mà nó đem tàu nó vô, nó ở đó, nó cắm ở đó và dân của nó vào đánh cá thì được, mà dân của Philippines vô đánh cá thì nó đuổi. Như vậy thì ông nghĩ sao? Chỉ cần vậy thôi là ông đã mất chủ quyền rồi, ông đang là chủ quyền của ông, mà nó vô nó chiếm công khai như thế, mà thằng Mỹ suối, thằng Mỹ bảo kê, thằng Mỹ có hiệp định quân sự và kêu thằng Philippines rút tàu ra, mà cuối cùng là để cho thằng Trung Quốc nó vô nó chiếm. Nó chiếm, nó đâu có chưa xây cái bãi cạn nhưng mà nó đã chiếm như vậy, thì còn ông muốn chiếm như thế nào nữa mới là chiếm? Đó, bây giờ con vợ của ông á là nó chưa chịch được nhưng mà nó cứ rã là ôm. À, đi vô nó xông vô nhà ông, nó ôm ấp vợ con ông, nó sợ nó nắng thôi. Nó vậy hiểu chưa? À, nó chưa chịch, ý ông là vậy chứ gì phải không? À, nói vậy đi, nói trắng trợn ra luôn vậy để cho ông hiểu, còn muốn sao nữa mới gọi là nhục nhã. Đó, trở lại cái chuyện mà kiện, thì nếu mà chúng ta kiện cái đảo nổi đó các bạn, tức là đất đó, thì phải có hai người ký, tức là mình kiện Trung Quốc thì mình Trung Quốc với mình đó, thôi tôi với anh là không đánh nhau, không có hòa bình, thôi giờ anh em mình đem dẫn nhau ra tòa cho nó xử của ai mà trúng biết không, thì là nó phải ký vô đơn, mình ký vô đơn thì tòa đó, tòa mà xử về vấn đề mà đất đó, tức là các cái thực thể trên đó đó là phải có cái hai người ký. Nhưng mà Trung Quốc nó không, cái này là của tao, tao không có ký cái gì cả, nó ỷ nó mạnh mà nó đang chiếm nữa, cho nên nó làm gì mà nó phải ký. Việt Nam mình bây giờ nó không ký thì mình đưa đơn ra tòa nó đâu có thụ lý. Còn thằng Philippines rồi tôi nhắc đi nhắc lại cho các bạn rồi, nó kiện là nó kiện đặc quyền kinh tế 200 hải lý, à, mà cái đường lưỡi bò của Trung Quốc phạm vào đó, nó đi kiện cái đó chứ nó không có kiện các cái đảo nổi đảo rồi nọ trên cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mà là nó kiện cái 200 hải lý đặc quyền kinh tế. Thành ra cái tòa án UNCLOS 82 nó có cái quy định rằng là kiện cái đó thì không cần thiết phải hai bên cùng ký đơn đó, thì nó mới thụ lý cái hồ sơ của Philippines vừa rồi. Nói vậy để các bạn biết, cái Trung Quốc cũng không tham gia, nhưng mà không tham gia mà tòa vẫn xử,
đó là bởi vì nó kiện dùng nước, dùng biển, dùng đặc quyền kinh tế, chứ nó không có kiện các cái đảo nổi ở trên đó. Nếu kiện đảo nổi là phải bắt buộc có Trung Quốc ký thì tòa nó mới xử, và không phải cái tòa UNCLOS 82 đó xử đâu, mà là cái tòa khác, tòa án khác. Thành ra nói vậy để ông Jackson Bùi biết là không phải muốn kiện là kiện, các ông nói chuyện như là cảm tính, mà khi mà nói chuyện tới quốc gia, nói chuyện tới pháp lý thì mình phải tìm hiểu một chút, đừng có nói tôi tin là ông cũng có thể là ông cũng yêu nước đấy, ông có cái quan tâm đến biển đảo vậy đấy, nhưng mà ông không có chịu tìm hiểu rồi ông lên ông nói bậy bạ, ha, ông nói bậy bạ. Thành ra là nhắc lại với ông một lần nữa là tôi cũng không có ham sân si với ông, nhưng mà cái này lên để nói với các bạn khác, mình tôi nhắc nhiều lần rồi nhưng mà cũng nhắc lại lần nữa để các bạn hiểu cái luật chúng ta đi kiện là như thế, cho nên là rất khó khăn cho chúng ta trong cái chuyện mà đòi cái quần đảo Hoàng Sa là nó khó, là khó chỗ đó nha. Đó, còn cái Trường Sa thì các bạn biết rồi, xen kẽ như thế, cho nên là nhắc lại một lần nữa, không liên minh quân sự được, đó là chính sách 3-0, cái chuyện đó là không nói rồi. Nhưng mà giả sử có liên minh quân sự cũng không có tin ông nội Mỹ này được, ông sớm nắng chiều mưa, một ngày nào Trung Quốc thỏa thuận với ông cái việc gì đó mà ông đạt được yêu cầu bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu chục tỷ của ông kia chấp nhận làm nhị ca cái là thôi em chấp nhận cái này, thua anh cái này, nhưng mà anh phải lơ cái chuyện này cho em nha. Là lúc đó là ở đó mà nó binh mình không có đâu ông nội ơi. Bây giờ ông về ông hỏi ông Trump nha, nếu ông Trump đồng ý mà liên minh mà đánh giùm cái đảo Hoàng Sa thì tôi cũng báo cáo cho Bộ Chính trị nghiên cứu lại. Còn nếu như ông Trump nói là không, không đánh cái đó được đâu thì thôi đừng cái rủ liên minh quân sự gì nó mệt lắm nha. Rồi thôi cho tôi xuống đi anh Bằng, tôi nhắc cho ông xin vui đi chút. Rồi anh cầm thôi, anh cầm gửi yêu cầu, anh không có camera. Anh không có camera mà cũng không bóc anh được thì anh ở bên kia anh không có chữ thêm. Rồi, anh cầm ok đi. Đúng rồi, cái vấn đề Thái Hoa Nguyễn đúng rồi. Thấy chưa? Nó chỉ muốn coi như là phế bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Cái bọn bên đấy mà thế. Anh gửi yêu cầu anh cầm ấy. Anh không có camera. Rồi, em không mời anh cầm ấy. Sao nghe ù ù sao được rồi? Sao tiếng mày nhỏ xí vậy? Mày bỏ cái tai phone mày ra. Rồi, okay. Được rồi. Trước đó thì chào mày, chào tất cả mọi người ở diễn đàn nha. Một cái thằng rất không bùi, nó ngu dễ sợ luôn. Chưa từng thấy ai mà ngu như nó trên trời. Tôi nói cho mày nghe. Cái thằng Mỹ này từ xưa tới giờ, trước 1975 là mày thấy rõ ràng nó đã vì quyền lợi của nó bán đứt mẹ nó cái đảo Hoàng Sa cho thằng Trung Quốc rồi. Mà bây giờ tao hỏi mày bị liên minh với con mẹ gì nó nữa. Cái đó là một cái bài học thực tế mà từ hồi xưa tới giờ lịch sử đã xác nhận rồi. Mày thấy nó bỏ Việt Nam Cộng Hòa không? Mày phải hiểu một cái điều gì, nhưng mà giải thích nó làm gì ta? Tao thấy cái này nó ngu đến mức độ là khủng khiếp luôn. Có nghĩa là mày làm gì nữa? Tao nói thẳng với mày một câu là liên minh với ai thì liên minh, nhưng mà đặc biệt thằng Mỹ là không có liên minh, là bởi vì sao? Cái chủ trương của nó là American, cái là chỉ có lo mình nó thôi, cái gì mà lợi cho nó thì nó mới làm thôi, ngoài ra nó bỏ hết tất cả. Liên minh tao thiệt mày, tao liên minh với Campuchia mà dứt khoát tao không liên minh đủ má với lại đủ má thằng Mỹ, là bởi vì thằng Mỹ từ xưa giờ nó đã là có một cái sự, nó một cách khác về lịch sử chứng minh là nó là có sự nợ máu đó, và là nhân dân Việt Nam. Tao đã đưa tất cả những người nó qua thảm sát những cái kia ở trên đất nước rồi, đó là một cái mối thù mà tạm thời gác lại không nhắc tới, nhưng mà không liên minh, cái nào lợi thì mình làm, cái nào không lợi thì tao hy vọng rằng và tao tin tưởng 100% là nhà nước Việt Nam rất là khôn khéo trên vấn đề Biển Đông và không thua suốt bất cứ một ai. Các bạn và các người nghe cái live này là yên tâm trên cái vấn đề đó. Ngoài ra Việt Nam rất là khôn khéo, thành ra khỏi có công phải thắc mắc. Rồi mày cỡ như nó thì
nói về chính trị thiệt tình tao mất cười quá, đủ mất thiệt, giống y chang như con nít 3 tuổi vậy, ra khỏi bàn với nó lên bệnh nó cỡ nó đi đoàn người chính trị tao mất cười quá. Nên nó vì đó mình phải yên tâm trên cái vấn đề của nhà nước là đáng gì hết, bởi vì họ lãnh đạo một cách rất là khôn khéo từ xưa tới giờ đó. Có nghĩa là giống như Bình Phương nói là quá đầy đủ rồi, nó không cần gì là phải chê bay trên trời. Còn cái thằng này thiệt mày đủ má thuộc chạy đầu đất, mà nó không hiểu về vấn chính trị, nó không hiểu về ngoại giao, mà có lôi Mỹ vô không biết Mỹ là cái gì. Tao đang ở nước Mỹ với đó, nó thẳng là như vậy, nhưng mà tao không thích. Và tao không, tao bởi biết cái chủ trương của thằng Mỹ là cái gì mà làm cho lợi cho đất nước nó là nó làm, bất kể gì bạn bè anh em đã bằng chứng Philippines đó, nãy giờ tất cả mọi người đều nói đó, cái bãi cạn Cebu đó đó đủ má, đó là coi như là một cái liên minh quân sự, mà thực là sự nó một thằng Philippines là một, hai là Nhật, mà đủ mà sạch chế giới nó luôn, đủ má đã đưa lại đưa kêu rút đi để cho thằng kia lấy trọn, vậy mà cũng chưa sáng mắt ra. Huống chi Việt Nam mình đã có một cái sự hận thù đối với nó, đó là cái hận thù quá khứ. Em nói anh người dân không trách. Em nói cầm các bạn có nhớ cái vụ mà năm ngoái không, Philippines nhá, cái bọn IS ở đấy nó chiếm hẳn một thành phố của Philippines. Tôi nói các bạn. Đúng rồi, tao nghe nói sau, IS luôn. Vâng, đồ Hồi giáo. Sau khi ông tổng thống DT ông lên mới ấy, là ông ấy chửi Mỹ không ra cái gì, anh công nhận không? Sau đó. Đúng rồi. Có bàn tay của Mỹ ở đấy. Tôi nói với tất cả các bạn như thế, cho nên là các bạn cứ nghĩ rằng là chơi với Mỹ thì nó sẽ được cái này khác đâu, được tào lao, bởi vì mấy thằng này đủ đầu óc non nớt quá mà đồ bạn đặt làm chính trị, bởi tao rất ghét, bởi vì đó, từ tào lao thiệt là tào lao luôn, bởi vì thiệt mày nếu mà tao lãnh đạo, nếu mà tao mà có chân trong mình bộ máy nhà nước mà tao lãnh đạo, tao đéo chơi với Mỹ luôn, đụng vào cái nào lợi lấy của gì thì được, nhưng mà chơi thì đéo chơi. Tôi nói rất là vui này, từ năm 1975 đến nay Việt Nam đã mất cái gì? Biển đảo vẫn cứ giữ, đúng không? Trường Sa còn mình đó, còn có, Việt Trường Sa còn bồi bát thêm bốn, có bảy, bốn mươi mấy, bốn mươi mấy, bốn mươi mấy đảo. Hiện nay có 40 mấy đảo và điểm đảo ở Trường Sa. Mới vậy còn muốn gì nữa? Chúng mày muốn tụi này không biết cái cục cất gì, thiệt mày cục cất cái ỉa ra, nó còn không biết cái đồ má là túi thơm nó đựng đó mà bàn chuyện chính trị. Tao nghe nó tao mắc cỡ mà, đồ tao nói thiệt. Tao từ lâu rồi, đó là những cái bài học từ thời 1954 tới thời ông Diệm, rồi tới thời ông Thiệu đó, rồi đó là một cái bằng chứng cụ thể rồi, mày thấy chưa? Mẹ bà vậy mà nó cũng còn đủ lịch sử nó chứng minh rồi mà nó vẫn nói ơ thế đi theo Mỹ theo con khỉ. Tao nói thẳng mày, về cường quốc quân sự chưa chắc thằng Mỹ đã hoàn Nga. Tao nói thẳng, thằng Mỹ có nguyên tử hả? Thằng Nga không có nguyên tử hả? Mà thậm chí bây giờ thằng Nga nó mới phát minh ra một cái quả tiễn liên lục địa hả? Đủ mà là nó chấp là không bao giờ ngăn được cái quả tiễn đó ra. Nó là cường quốc số 1 về cái vũ khí là thằng Nga, chứ không phải là Mỹ đâu nha. Giỡn, mà không có cái gì thằng Mỹ rồi bà ấy được. Ta mặc dù tao ở Mỹ thì, nhưng mà tao vẫn không thích đó. Bởi vì nó thực dụng lắm. Cái gì mà lợi cho nó thì nó mới làm. Không lợi cho nó hả? Đủ mà bạn bè nó đang bán luôn chứ ở đó. Bằng chứng đó, đủ mà Hoàng Sa đó. Mà nói còn chỉ đi đêm qua Trung Quốc một cái là xong rồi, tiêu tùng luôn rồi. Đó. Tào lao đủ mấy cái đồ thứ gì đâu đủ, mà hở ra đủ không biết một cục cức gì trên đủ, mà hở ra nó làm như là chính trị gia ngồi lên phán như thánh gì đủ, thậm chí luật biển luật đồ tao không biết, tao thiệt mày luật biển tao không biết, mà thằng Bình Phương nó mới dễ nghĩa ra tất cả đều là chính xác và rất là hay, phải học hỏi đủ má, ngồi nó bô đủ má, nó thằng này là đồ dạy Phạm Nhật Vượng làm kinh tế mới là ghê chứ đủ má, trời ơi đủ má. Bây giờ tao nói về cái chuyện này lâu lắm rồi, năm quan khắc quản dũng vịnh bắc bộ quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vậy không mất hả anh Bằng? Nói chung là bây giờ mày thậm chí bây giờ nó hỏi cái ải Nam Quan lý do tại sao kêu không phải ý tôi nói là hỏi nó coi cái ải Nam Quan tại làm sao rồi gọi bằng ải Nam Quan, nó nếu biết trả lời luôn ải Bắc Quan không có kêu mẹ bà trời đó. Khỏi dễ nghĩa nha, đủ đáng lẽ dễ nghĩa mà đéo thần dễ nghĩa cho nó luôn, tại nó ngu quá dễ nghĩa, nó không thông mà bố nó không cãi à, nó ngu mà, bởi mệt thiệt đủ, đó là một cái minh chứng hùng hồn là Hoàng Sa mà đi lấy lại đi, rồi nói chuyện, đủ, tào lao không mà đủ, chuyện nhiều thấy ghét, đủ má mấy ngày đủ má, đi gặm cỏ riết là đủ má, ê gặm cỏ Mỹ riết là đủ má, nó ngáo đủ, bởi vậy. Đầu má toàn nói chuyện mẹ năm chơi nói chuyện con nít 3 tuổi không mà đủ má. Ngu như heo, rượu má phải lúc nào cũng lên rượu má làm như nói chuyện thì rượu không giống ai chứ rồi rượu mẹ. Không lẽ là rượu má mỗi lần lên mỗi lần chửi nó coi nó cũng kỳ. Đâu có cắt cái rượu má trên đất nước này thằng Mỹ đâu phải là bá chủ đâu. Rượu má. Bây giờ nó sợ Trung Quốc chết mẹ luôn. Đang chiến tranh kinh tế mà sao? Tao hỏi mày
200 mấy chục nước trên thế giới là tổng cộng 200 mấy chục nước rồi, và nước Trung Quốc là nước cộng sản, mà tại sao nó không có tranh đấu mà nó thằng Mỹ là tư bản, mà tại làm sao chỉ có một nước cộng sản mà đủ mấy nó ngồi nó cứ làm hoài đủ mà thằng Mỹ chớ giới lên chớ giới xuống đủ mà tào lao đủ mà còn kinh tế hả, nó bao trùm từ Âu sang Á đủ mà thằng Mỹ không, bởi vậy nó được mệnh danh là một cái nhà máy công xưởng của quốc tế là lý do cho đó, kéo gì mà cũng là của Trung Quốc, thậm chí cái iPhone mà đang xài cũng của Trung Quốc luôn, linh kiện trong đó mà lắp ráp cũng Trung Quốc, nhân công của Trung Quốc luôn, nhà máy hãng xưởng của Trung Quốc luôn, đủ mấy chuyện tào lao cũng mới không biết thì đủ má ngồi cho người ta nghe người ta dạy học đi đủ má, còn không đủ mà ở cái đéo gì cũng Mỹ là không cục cất gì. Em nói về cái tư tưởng của chúng nó là đó, thứ nhất là cái tư tưởng nô lệ, với thứ hai là hiện nay cái tư chúng nó chỉ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trời, tao đã nói từ lâu rồi, đủ má cho nó 100 năm nữa đi, mình quên cái từ đi. Thì bởi vì những người dân ở trong người đất nước Việt Nam họ đã hiểu được, họ hiểu được cái thời quá khứ, những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi bây giờ họ không phải giống như ngày xưa mà tuyên truyền bậy bạ đâu, là bởi vì cái chiến tranh nó đã qua đi quá lâu, nửa thế kỷ rồi, và họ thẩm thấu được cái nỗi đau. Thì tao đừng bao giờ xúi dạy người ta làm mấy cái chuyện đó, không ai làm, chỉ có những thành phần lẻ loi nhỏ nhỏ, một hai chục người, mình nghĩ 100 triệu người ở trong Việt Nam mà có 12 mấy chục người thì mình nghĩ coi tỷ lệ sao. Đừng có tự thì mày cái nút tiền vô mà cái nói chửi cho nó bản thân nó thứ xuyên ăn ngát làm cho thực chất mày nó có ai mày nghĩ tới như đồ đâu chứ mày má. Chuyện thằng này đủ mà nói chuyện thiệt là thằng này với thằng này gì quy chứ đủ mà đầu óc làm sao bệnh hoạn cái đéo gì cũng mỹ mà thực chất mà không có làm con mẹ, không bao giờ nói một cái được cái gì gọi là cho nó chín chắn, cho nó đàng hoàng để cho người ta tin chứ toàn là đất nó xạo để thất hạm đội Mỹ ở ngoài kia chuẩn bị đủ má để tập trận Việt Nam biểu tình đi, đủ bắt tay cái để nó nhào vô liền, đủ cho có bà nội nó, cho bà cha nó, cho đủ mẹ tào lao hết chuyện nói mà đủ má đặt điều nói chuyện tùm lum. Còn có thằng thì đủ má nói nó mới tổng lãnh sự của gì đại sứ quán tổng lãnh sự chó gì của Mỹ mới gọi điện thoại cho nó ra báo trước là đủ thằng bé đi chợ quá đủ trời ơi nó nói chuyện đủ nó nói chuyện mà đủ mình ngồi mình cười lên luôn đủ má nó làm nhớ là đủ má là cái gì cao cấp của đủ mà kế bên đủ trung tâm á tao nè tao mới đi hôm chạy tao mới về nè lao mà đủ má mấy cái thằng khúc lạc nó ngồi nói đủ mới được suốt ngày nó nói là tin tức ở miền đông báo về cho nó biết là CIA với CIA đó đủ nó làm đủ cái gì cũng đâu có nắm hết trơn cái gì đúng mà nó làm nó đủ nó ngồi tố tấn đó này là đúng thuộc vào dặn Trần Dần rồi đó. Trần Dần đó là tố cáo tôi gì cố vấn tối cao của đủ mà Donald Trump chắc này đủ cũng là cũng tội đó trong ơn đủ biết trời nó chuyện toàn nó chuyện năm trên nó chuyện bởi tao nói một lần nữa yên chí chuyện này không là cái gì cả đối với những người lãnh đạo Việt Nam họ rất là khôn khéo. Điểm thứ nhất tao mới khám phá là tao xác nhận cái gen của người Việt Nam mà rất là thông minh bởi vì cái gen đó là cái gen của Thiên Địa Thánh cho nên ra vì cái đó ra rất là 72 phép thần thông quảng đại cho nên ra không có khe diệt yêu ma diệt tà diệt quỷ tên trời đừng có lo ok bảy bả tào lao không mà đủ không biết một cái gì trên trời mà cái toàn những phán giờ đúng rồi những tào lao cái chuyện đó mình người dân mình cái bàn thôi sơ thôi chứ còn cái chuyện nội tình ở trong nước là không cần mình mới đúng vô là bởi vì những cái người đó là những người cấp cao trên kia họ đã có hoạch định chủ trương đường lối rồi không cần phải xe và tao tin tưởng rằng cái chuyện này nó sẽ qua đi và tao báo cáo cho biết là tao mới coi là cái Google á, map á là nó xác nhận là Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam không linh mà không tin mình search Google map thôi nó đã hôm nay nó đã nói là Hoàng Sa và Trường Sa đã khôn là Việt Nam Google á tào lao thằng này lên là phải chửi thôi chứ còn người ta không có nói con chặt gì được với mấy thằng này chứ mấy thằng này là phải chửi thôi ok anh chỉ lên chỉ nói mấy câu vậy thôi rồi, cảm ơn em rồi, cảm ơn mọi người với nha em cảm ơn anh và nói chung là xin chào tạm biệt tất cả các bạn vâng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình cùng với tôi vâng chúc các bạn ngủ ngon chúc các anh chị ở bên nước ngoài một ngày làm việc vui vẻ vâng xin chào tất cả các bạn.